Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Phước Thiện, kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày niệm Phật, kính thưa toàn thể hội chúng,
Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi để có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và chúc toàn thể quý Phật tử một ngày niệm Phật được nhất tâm. A Di Đà Phật. Tôi được biết ở đây khóa tu đạo tràng niệm Phật một ngày, và các vị tu hành nhiều năm qua rất là tinh tấn và miên mật, và để muốn trắc nghiệm được cái thành quả tu học của tất cả chúng ta, để làm cho các vị thầy hay là những người hướng dẫn cho chúng ta được an tâm, thì thầy xin hỏi các vị ở trong đạo tràng ai tu niệm Phật mấy năm qua mà được nhất tâm rồi, để báo cho mọi người mừng coi. Hả? Cười có nghĩa là cả đạo tràng ai cũng nhất tâm hết phải không? Hả? Ai niệm Phật được nhất tâm rồi đưa lên cho thầy chúc mừng coi. Điều đó là để đánh dấu cái thành quả tu học của chúng ta đã đạt được qua quá trình dài mà chúng ta tinh tấn trên con đường tu tập. Có không? Xin một cánh tay thôi, có không? Như vậy có nghĩa là thời gian qua tu hành rất tinh tấn nhưng mục đích cuối cùng vẫn chưa đạt được. Như vậy thì thật ra với các vị, phương pháp niệm Phật nghe nói rất là dễ, dễ tu, dễ chứng, dễ đắc. Nhưng mà muốn dễ hay không, giữa lý thuyết và thực hành là một khoảng cách rất là xa vời. Cho nên xin thưa các vị, phương pháp tu niệm Phật thì ai cũng biết. Và thật sự dù Phật tử tu với tông nào thì dường như câu niệm Phật hay là cái hành trì niệm Phật vẫn là một thói quen của hàng Phật tử chúng ta nói chung. Và đó là một sở hành căn bản của người Phật tử tu theo niệm Phật hay là tịnh độ nói riêng. Và vì vậy cái thói quen này chúng ta đã ứng dụng rất nhiều, nhưng mà để đạt được mục đích mà như kinh từng diễn tả hay là quý chư tôn hòa thượng từng dạy dỗ, thì điều này chúng ta thấy dường như chưa có diễn ra trong tâm thức của chúng ta, hoặc là diễn ra trong một trạng thái quá ngắn ngủi trong quá trình chúng ta ứng dụng. Và vì vậy để đi sâu, chuyên sâu vào trong mục đích tu tập để mà đem lại hiệu quả nhất trong cái việc hành trì, thì hôm nay tôi và tất cả các vị cùng tham khảo và chia sẻ vào trong một lĩnh vực tương đối là chuyên môn. Đó là bài giảng tôi đến với các vị là niệm Phật nhất tâm. A Di Đà Phật. Tôi cũng chưa nhất tâm mà tôi mạo hiểm. Tôi chia sẻ với tất cả các vị để chúng ta có cái lối để hành trì. Còn đạt được như thế nào nó cũng lệ thuộc vào cái duyên tu tập của mọi người và sự nỗ lực của mọi người. Không hẳn một người hướng đạo là có khả năng đạt được đạo trước chúng ta. Chúng ta được biết rằng là Ngài A Nan ngày xưa đó độ cho Ma Đăng già tu, có phải vậy không? Nhưng mà ai là người đắc A La Hán trước? Hả? Ma Đăng già, đúng không? Trong khi A Nan là một người chỉ mới có sơ quả tu đà hoàng, mà dắt dìu cho Ma Đăng già là một người chưa bao giờ biết đến Phật pháp. Mà vì yêu A Nan, Đức Phật đặt ra một vấn đề: nếu mà cô chứng đắc được A La Hán thì tôi sẽ gả A Nan cho cô. Và vì muốn cưới được A Nan mà Ma Đăng già quyết lòng tu. Và cuối cùng tu chơi mà ăn thiệt. Cuối cùng Ma Đăng già đắc quả A La Hán, vội vã chạy qua thưa với Đức Phật rằng xin hủy lời hôn ước ngày xưa. Như vậy thì A Nan là người dắt dìu cho Ma Đăng già trở về con đường tu tập. Nhưng mà trong khi Ma Đăng già là một người đi sau mà đến trước. Như vậy trong vấn đề tu hành, nó là cái duyên của mỗi con người chúng ta. Vấn đề này rất là khó nói. Cái duyên thầy trò cũng thế, không hẳn là thầy phải giác ngộ trước. Đôi khi thầy là người hiểu biết Phật pháp, thầy là người đi trước, nhưng mà quá trình giác dìu rất có thể học trò lại đến trước thầy. Điều này từng diễn ra trong tất cả các cái trường phái tu tập của Phật giáo từ quá khứ đến bây giờ. Điều này là điều đương nhiên. Và sau này người ta mới nói câu là con hơn cha nhà có phúc. Con hơn cha nhà có phúc, để nói rằng nếu đệ tử đạt được thành quả đó trước thầy cũng là một điều diễm phúc cho tông môn, cho cả tông phái hay là cả trường phái tu học đó.
Điều này là điều mà chúng ta cần để ý. Xin thưa với tất cả các vị, riêng pháp môn niệm Phật, quá trình tu học của chúng ta, chúng ta được nghe rất là nhiều người không phải chuyên tu tịnh độ, họ phân tích, phỏng đoán hoặc là tác động đến tâm lý tu hành của chúng ta, làm cho những người tu niệm Phật cũng hoang mang, không biết rằng mình tu niệm Phật có đúng không, mình có thể vãng sanh không. Và khi tu niệm Phật thì có những người nói thế này thế kia, như vậy phương pháp tu tập này như thế nào? Tôi xin khẳng định với các vị một điều, pháp môn tu niệm Phật này có thể nó phát sinh sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng đây là một trong những phương pháp căn bản mà từ trong kinh luật Đức Phật đã dạy. Kinh Nguyên Thủy đã nêu về cái lục niệm trong niệm Phật. Trong lục niệm á, nó có niệm Phật nè, niệm Pháp nè, niệm Tăng nè, cái gì nữa? Niệm giới nè, rồi niệm gì nữa? Niệm thí nè, rồi niệm gì nữa? Niệm thiên nè. Tức là niệm Phật là niệm ân đức của Đức Phật, hay là niệm sự giác ngộ. Niệm Pháp là niệm những lời dạy của Đức Phật, tư duy chánh Pháp. Còn niệm Tăng là niệm ân đức của Tăng, niệm về đức tính hòa hợp, thanh tịnh. Niệm Tăng, niệm giới là niệm những cái giới Pháp chúng ta đã thọ, và căn bản là tam tụ tịnh giới, là nhiếp lục nghi, nhiếp thiện pháp và nhiêu ích hữu tình. Cái này nghe lại bài Phóng sanh cách thức ban tặng sự sống thì các vị hiểu cái này. Niệm thí là niệm sự ban tặng, nghĩ đến lòng từ bi chia sẻ ban tặng với chúng sinh. Niệm thiên là niệm cái phúc đức của chư thiên, và đồng thời có những kinh diễn tả là niệm thiên là niệm về thập thiện, tức là tư duy về 10 điều thiện. Như vậy thì ở đây trong pháp môn niệm Phật chúng ta cắt ra, thay vì lục niệm chúng ta cắt ra còn niệm Phật thôi. Niệm Phật là chúng ta thấy rằng để đề cao cái ân đức của Đức Phật, mà chúng ta đưa ra một phương pháp niệm Phật để niệm ân đức của Đức Phật từ thở ban đầu. Và đó là một phương pháp tu truyền thống trong Tịnh Độ Tông, và nó cũng được trích từ kinh tạng của Đức Phật mà thôi, chứ không có cái gì khác lạ. Quá chăng cái mục đích tu hành có những cái phương tiện khác biệt nhau, đôi điều giữa cái tư tưởng Nguyên Thủy và các bộ phái sau này. Như vậy thì ở đây chúng ta nên căn bản là người học và tu theo pháp môn niệm Phật nên khẳng định cái đường lối tu hành của mình, một lòng tin xác định là như thế. Quyết định cho dù mà bất cứ một ai tác động, chúng ta cũng không thay lòng. Chúng ta có một lòng tin như chính tụ Huệ Diễn Ngài từng nói, Ngài tu niệm Phật mà dầu Bồ Tát Văn Thù xuống đây nói ông tu đã sai rồi, ông không thể giảng sanh đâu, thì Ngài nói Ngài dẫn xá Ngài Văn Thù ba xá, và Ngài nói con đã tu niệm Phật thì tu cũng đến trọn đời, cho dù Ngài nói bất cứ điều gì. Chúng ta thấy lòng tin của tổ Tuệ Diễn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tu hành một pháp môn thì bất cứ một ai nói cũng là phàm phu tục tử, hay là thậm chí cũng là người bình thường chưa chứng đắc. Một người bình thường không thể nào có khả năng hơn được tổ Tuệ Diễn, không thể hơn được tổ Vĩnh Minh, không thể hơn được tổ Thiện Đạo, không được hơn nhiều vị tổ khác. Như vậy một phàm tăng hay là một người bình thường không thể nào có thể có một khả năng hơn các vị tổ thầy được. Và vì vậy nếu con đường tu tập chúng ta dựa vào một phàm phu, hay là dựa vào một bậc thánh hay là một bậc tổ, như vậy một bậc thánh hay là một vị tổ là người đã chứng đắc, là thành tựu cái pháp môn đó, thì mới để lại cho chúng ta cả một quá trình kinh nghiệm tu hành. Còn ở đây là những phàm phu, chúng ta đang phân tích về vấn đề đó, chưa có khả năng giác ngộ hay là chưa chứng đắc được, thì không thể nào hiểu nổi được hết tất cả những gì mà của bậc thánh đã đi. Cho nên ở đây người ta nói là thánh ý cao thâm, phàm tâm năng trắc, là chỗ này. Cái lời của các bậc thánh siêu việt lắm, sự chứng đắc của các ngài tuyệt vời lắm, những cái phàm phu tư duy và suy nghĩ không bao giờ với tới được đâu. Thành ra những người nói tu tịnh độ thế này thế kia là những người phàm phu hay là các bậc thánh? Phần lớn những người phàm phu ứng dụng chưa có thông được pháp môn của mình nữa, chứ huống chi là xen vào pháp môn của người khác. Cho nên ở đây các vị nào tu tịnh độ phải tin lời của Phật tổ dạy. Nếu sự thật ra lời đó nó không đem đến hiệu quả, hay là pháp môn đó không đem đến kết quả tốt cho chúng ta, thì
thì không có một bậc tổ thầy nào mà từng đi và đạt đến mục đích để lại đời như thế cả. Thành ra cái này người ta đã chứng đắc rồi, đã đạt hiệu quả rồi, người ta mới để lại cái cho chúng ta. Chúng ta bây giờ chỉ là ứng dụng thôi, chứ không phải đi tìm trở lại cái nguồn cội ban đầu. Và vì vậy người tu tịnh độ không cần thiết phải bận lòng với những cái lời xung quanh. Lời xung quanh phân tích nói thế này thế kia, đó là cái miệng phàm phu nói. Còn ứng dụng của chúng ta cứ một con đường mà đi, và thầy tin chắc rằng tất cả các vị rồi sẽ đi đến mục đích trong một ngày gần hay một ngày xa với cái phương pháp tu học của chúng ta. Cho nên ở đây cái vấn đề tu tập để gọi là niệm Phật, đem đến nhất tâm là cái mong ước của tất cả những người tu tịnh độ, cái nguyện vọng của tất cả mọi người ở trong hội trường này. Các vị tu tập, các vị có muốn niệm Phật được nhất tâm không? Ai ở đây muốn niệm Phật được nhất tâm đưa tay thầy coi ơi. Cảm ơn các vị. Ngồi trong hội trường này mà không đưa tay lên nữa thôi rồi luôn à. Đạo tràng tu niệm Phật, mình hỏi tu muốn niệm Phật nhất tâm không? Không, vậy muốn gì? Cho nên ở đây căn bản nhất là chúng ta tu mà là niệm Phật là muốn đạt được nhất tâm. Nhưng mà bên cạnh đó có những người cũng không tự tin lắm về con đường tu hành của mình, thì mỗi một người cũng có một nguyện vọng ở mức độ nào đó trong vấn đề là cái kết quả của việc hành trì pháp môn niệm Phật. Thật ra mà nói, nguyện vọng chung của chúng ta đều muốn nhất tâm. Nhưng mà có những người không tự tin về cái cách hành trì của mình, hay là không tự tin về góc độ phiền não hay là nghiệp chướng của mình. Cho nên có những người cũng ước mơ một mức độ nào đó. Có người nói con niệm Phật mong được có phước thôi. Giống như lời kinh Phật dạy trong cái bài sám niệm Phật á. Niệm Phật ắt được phước duyên, tài danh chẳng nhiễm bình yên cửa nhà. Ví dụ mình tu mình cũng niệm Phật vậy đó, nhưng mà mình nghĩ chắc là mình phàm phu, mình nghiệp chướng đầy dẫy lắm, cho nên mình chỉ muốn được phước báo để được cuộc sống bình an, để gia đình hạnh phúc, để được cái gì đó thảnh thơi. Cái mức độ khiêm tốn của những người mà muốn niệm Phật, mặc dù mục đích cuối cùng là muốn đạt đến đó, nhưng mà không dám, không dám. Cho nên chúng ta chỉ muốn là sao, được phước báo thôi, niệm Phật để tăng thiện duyên phước báo. Thì cho dù thế nào, một câu niệm Phật vẫn là phước báo và phước duyên rất là lớn. Nhưng mà lớn và ở một mức độ nào, đó là vấn đề chúng ta giải quyết ở một cái nội dung khác. Có những người niệm Phật để muốn được là thảnh thơi nhẹ nhàng. Niệm Phật để mà cho lòng mình thanh thản an nhàn. Chứ không có cái gì cả, bởi vì mình quá nhiều phiền não, bận rộn quá nhiều thứ, cho nên lòng mình muốn niệm Phật để làm sao cho được thanh nhàn, để bớt đi những tư duy về vấn đề buồn khổ lo lắng sầu bi ghét bỏ đố kỵ. Tất cả những cái tạp niệm này nó làm cho chúng ta quá mệt mỏi. Và thành ra nếu nhiều người muốn niệm Phật để được thanh nhàn thảnh thơi, rồi có những người niệm Phật để mà tiêu trừ nghiệp chướng. Có những người muốn niệm Phật là vì thấy cuộc đời mình nhiều khổ đau quá, nhiều chướng duyên quá, nhiều bệnh tật quá, nhiều thất bại quá, nhiều thế này thế kia, cho nên nghĩ công năng niệm Phật có thể giúp chúng ta hóa giải được nghiệp chướng. Ví dụ như là trong kinh Phật cũng nói là niệm Phật phát huệ thông minh, bao nhiêu nghiệp chướng chẳng sinh vào mình. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng khi các kinh hay là các tổ đề cao được cái tính chất của việc niệm Phật đã giúp cho chúng ta hóa giải được nghiệp chướng như vậy, cho nên chúng ta mới thấy rằng đời mình còn nhiều nghiệp chướng, cuộc sống của phàm phu phước mỏng nghiệp dày, cho nên cần phải niệm Phật để mà bớt đi những cái chướng duyên đó, để bớt khổ đau. Thật ra cái này nó cũng nằm trong cái ước nguyện của chúng ta. Nói thật với các vị, sống trong cuộc đời khổ nhiều hơn vui, cho dù con người nào cũng thế. Đã là một chúng sinh trong phàm phu này rồi, về nguyên tắc căn bản chúng ta khổ nhiều hơn vui. Chúng ta khổ bởi bao nhiêu nghiệp chướng phiền lụy ở trong lòng, mà chúng ta cũng khổ vì bao nhiêu cái chướng duyên bên ngoài nó làm cho chúng ta đau khổ. Từ những người thân, từ những hoàn cảnh sống, từ đến môi trường chúng ta có mặt. Vì vậy cho nên con người chúng ta tu học là một cách thức tốt nhất để tự hóa giải được những cái triền phược này, dù ít dù nhiều. Cho nên sự tu học tôi cứ cảm giác rằng
Chúng ta giống như lấy cục phèn mà bỏ vào nước đục vậy đó. Cho dù chúng ta bỏ một cục phèn vào nước đục vô tình hay cố ý, thì cái tính chất phèn nó vẫn làm cho nước được trong. Vô tình cũng trong mà cố ý cũng trong. Nhưng mà cái mức độ phèn đó đủ để đánh trong với lượng nước đó hay không là tùy cái lượng phèn chúng ta bỏ vào. Cũng vậy trong cuộc đời, một câu niệm Phật vô tình hay cố ý, một sự tu học giàu thành tâm hay là giàu tín ngưỡng, thì tất cả những sự tu học đó đều đem đến một hiệu quả nhất định trong cuộc đời tu hành của chúng ta. Dầu thế nào chi chăng nữa, nó vẫn đem đến một kết quả nhất định nào đó. Nhưng quá chăng nhất là những phương tiện, cái cách thức chúng ta tu tập nó chưa đạt được mục đích và hiệu quả cao bằng sự ứng dụng. Chứ còn dĩ nhiên là khi thực hành là đã có kết quả, cho dù vô tình hay cố ý. Có những người niệm Phật để muốn được vãng sanh. Ở đây ai muốn niệm Phật vãng sanh đó, đưa tay lên thầy coi. Cảm ơn các vị. Vì sao muốn niệm Phật cầu vãng sanh? Về đã sướng hơn phải không? Cảm ơn cô. Có chú nào nguyện Phật cầu vãng sanh nữa đưa tay nãy đó, thầy mời người cái. Chú có muốn niệm Phật cầu vãng sanh không? Rồi thầy mời chú, vì sao chú muốn niệm Phật cầu vãng sanh? Nếu Đức Phật nói rằng là tôi sẽ cho ông tái sanh lại làm vua thì chú nghĩ sao? Hả? Vậy hả? Bây giờ nếu mà chú đang nguyện cầu vãng sanh Tây Phương, Đức Phật Di Đà hiện ra nói này, ông thì cái phước ông chỉ có thể là đới nghiệp vãng sanh ở biên địa tịnh độ thôi. Còn nếu mà ông tái sanh ở Ta Bà, ông sẽ làm vua, thì lúc đó chú chọn cái nào? Vậy hả? Xin tán thán cái công đức của chú, cho tràng pháo tay. Về biên địa khổ đừng có trách nha. Có ai muốn về biên địa đó không? Ở trong hội trường này ai muốn về biên địa và ai muốn làm vua? Ai muốn làm vua? Đưa tay lên thầy coi. Một người. Có lý đó con. Xin thưa thật với các vị, đứng về tính chất tu hành nó là như vậy. Nếu mà để gọi là muốn làm vua thì ngày xưa Đức Phật ở lại làm vua rồi. Các vị nên nhớ ngày xưa khi mà Thái tử ra đời, Tiên A Tư Đà đến tiên đón Thái tử rằng nếu mà Đức Phật không đi tu ở lại làm vua, mà không phải là vua thường, mà vua gì? Vua chuyển luân thánh vương, có nghĩa là vua của tất cả các vua. Các vị hiểu điều này. Nhưng mà ngài mới nói thêm rằng nếu ngài đi tu thì ngài sẽ giác ngộ và thành Phật. Nhưng mà ngài nói thêm rằng chắc chắn với đức tướng này, Tiên A Tư Đà tin chắc rằng Thái tử nhất định sẽ đi tu. Và chính điều này mà vua Tịnh Phạn Vương đã lo lắng, mà đã xây dựng tất cả những kinh thành trong ba mùa để cho giam chân Thái tử đó. Nhớ lời tiên đoán của A Tư Đà mà đức vua đã làm điều đó, để hòng cản bước cái con đường tu tập tìm sự giác ngộ. Như vậy thì ở đây các vị nên nhớ rằng, về góc độ thế gian, vua là đỉnh cao của danh vọng, có phải không? Khi người ta muốn được làm vua, có nghĩa là người ta có quyền sanh sát trong tay, người ta giàu có, người ta quyền quý, người ta vinh hoa, người ta đầy đủ tất cả các tiện nghi. Nhưng mà nếu thật sự nằm ở ngôi vị của vua mà hạnh phúc an lạc hoàn toàn, thì không có một tổ Trần Nhân Tông có mặt ở tại Việt Nam này để có thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nếu ngôi vua là vinh hoa phú quý thì không có một Đức Phật Di Đà để gọi là đi tu. Ngày xưa Phật A Di Đà là gì? Là vua vô chánh niệm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những vị vua mà đã từ bỏ ngôi đi tu, thì các vị đã thấy được rằng có như thế mà các vị đã bỏ, đã xem thường, ngài biết rằng cái đó bản chất vẫn là giả tạm vô thường khổ đau. Và vì vậy Kinh Hoa Nghiêm mới nói một câu rất rõ là nếu tu hành kiếp này không đặng giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba,
Ngày xưa tôi không hiểu câu này, tôi thấy lạ quá. Nhưng mà cái nói đó của một bậc giác ngộ mới nói được câu này. Tu mà không đem đến giải thoát trong kiếp đời này là mối thù của kiếp thứ ba. Vì sao vậy? Vì tu hành có nhiều phước báo cho nên tái sanh lại tận hưởng. Và chính tận hưởng lại nó quên mất bồ đề tâm. Và vì vậy cho nên khi mất bồ đề tâm mới lao vào con đường trần lao và nghiệp chướng. Vì vậy cho nên kiếp thứ ba lúc nào cũng bị đọa lạc sau một kiếp hạnh phúc và sung sướng. Các vị nên nhớ như vậy. Chính vì vậy Tô Đông Pha ngày xưa, trước khi trở thành một cái vị gọi là làm trong viện Hàn Lâm của thời Tống, tiền thân là một vị thiền sư, một vị tu tập về thiền. Phật Ấn cũng là một đồng đạo cùng tu. Nhưng mà trong quá trình ngồi thiền tu tập đó, Ngài khởi niệm về sắc dục. Và Phật Ấn cũng ngồi thiền, nhưng mà với tâm thanh tịnh Ngài biết được cái ý niệm của một cái vị bạn mình đồng tu đó đang khởi niệm về sắc. Cho nên sau khi xả thiền thì Ngài mới nhạo báng cái vị kia. Rồi Ngài tu thiền mà Ngài còn khởi niệm về sắc dục. Và lúc đó Ngài Tô Đông Pha tiền kiếp đó tự ái về cái câu nhạo báng của bạn mình, cho nên tự giận mà chết. Khi tự giận mà chết thì Ngài bạn đồng tu mới hối hận, tức là Ngài Phật Ấn sau này Ngài mới nói rằng vì ta mà bạn ta đã tự giận mà chết, vì vậy với ý niệm này sẽ dẫn sanh đến một con người sau này là hào hoa phong nhã, nhiều ái nghiệp đánh dây thì chắc chắn rằng không thể nào giải thoát được. Cho nên lúc đó Ngài Phật Ấn mới nhập định là tịch để tái sanh cùng thời với Ngài Tô Đông Pha. Cho nên khi mà duyên bạn bè gặp nhau giữa Tô Đông Pha sau này là một cái người giỏi về văn chương, làm trong viện Hàn Lâm của thời Tống, trong khi Ngài Phật Ấn là một thiền sư đắc đạo, và hai người có những cái đối thoại với nhau, các vị xem nó rất là lý thú. Và cái mục đích cuối cùng là Ngài Phật Ấn làm sao phải độ được Tô Đông Pha tu tập và giác ngộ. Chứ bằng không nếu Tô Đông Pha đọa lạc ở tương lai là lỗi này một phần của Ngài. Các vị thấy vô cùng ghê gớm như vậy. Nhưng mà thật sự Ngài Tô Đông Pha tiền kiếp tái sinh lại trở thành một người hào hoa, bảy vợ luôn mà. Các vị thấy không sai ngoài dự đoán của Ngài Phật Ấn. Bởi vì con đường nhân quả là một quy luật. Ở đây tất cả những bậc thầy, những người giác ngộ đều nắm được quy luật này. Cho nên tôi mới nói trong các bài giảng, đạo Phật là chân lý. Đừng có nói bất cứ một cái gì mơ hồ, tôn giáo nào, cái gì đó. Đối với tôi không có cái gì là quan trọng. Tín ngưỡng ai thì nãy biết. Nhưng nguyên tắc đạo Phật không cần thiết phải so bì với những cái tôn giáo mà mỗi một người có một quan niệm, quan đường, huyền thoại. Nó thẳng ra là như vậy. Cho nên các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là đạo Phật, tôn giáo và tín ngưỡng. Tôi giảng tại Bình Dương. Các vị nghe để hiểu được cái điều này. Hôm nay thì tôi không có lặp lại chuyện này. Cho nên quay trở lại với vấn đề tu tập, nếu đã một đời chúng ta giác ngộ được rằng bản chất của con người cho dù làm vua cũng khổ đau, thì chúng ta giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, giàu mà sanh vào biên địa như chú này nãy nói vẫn hạnh phúc hơn. Đó là một quan niệm đúng đắn trong con đường tu tập. Cho nên trong cái văn kinh niệm Phật mới nói rằng niệm Phật ác Phật trước ta về nơi an dưỡng, cái gì nữa, một nhà vui thai. Tức là niệm Phật chắc chắn sẽ được Đức Phật tiếp dẫn rước về Tây Phương Tịnh Độ, cho dù cái tối thiểu nhất vẫn là đới nghiệp vãng sinh. Cái này hôm nay chúng ta không cần bàn sâu về cái việc đới nghiệp vãng sinh, tôi đã trình bày trong các bài giảng về tịnh độ rồi. Mà hôm nay chúng tôi muốn dẫn cho tất cả các vị từng phương diện một, để chúng ta đi vào trong việc ứng dụng để gọi là niệm Phật nhất tâm. Như vậy trở lại một vấn đề, chúng ta dù niệm Phật cầu phước, niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng, niệm Phật để lòng thanh thản, niệm Phật để muốn được giảng sanh, tất cả cái này đều tốt cả. Nhưng mà mỗi một cái nó có tốt theo mục đích của nó. Nhưng mà điều quan trọng nhất, cái nhân tố chính của tất cả các hành động đó để đem lại hiệu quả cao nhất trong tất cả những hành động mà chúng ta mong muốn về điều đó, thì cái cốt lõi của nó phải là cái gì? Phải là niệm Phật nhất tâm. Cho dù muốn tiêu trừ nghiệp chướng, cho dù muốn được phước, cho dù muốn được giảng sanh, cho dù lòng thanh thản, thì cái quan trọng nhất là trong việc hành trì phải đem đến tối thiểu là phải có sự nhất tâm. Như vậy nếu đạt được nhất tâm là chịu vạn nan. Ở đây tôi nói nhất tâm là cái khả năng tối ưu nhất, nhưng không có nghĩa là niệm Phật vọng tưởng không có hiệu quả. Cái này không có mang cái nghĩa đó.
tôi mới nói là niệm Phật vọng tưởng có hiệu quả theo vọng tưởng. Vọng tưởng nhiều thì có hiệu quả theo vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít thì có hiệu quả theo vọng tưởng ít. Và nhất tâm là cái mà hiệu quả tốt nhất trong cái phương thức niệm Phật. Như vậy các vị đừng hiểu lầm bởi vấn đề này. Tôi đã chia sẻ với các vị trong một bài giảng niệm Phật những điều cần biết, các vị về nghe lại thì sẽ hiểu những vấn đề tôi trình bày một cách nó rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Như vậy thì trở lại vấn đề, niệm Phật nhất tâm là mơ ước của mỗi con người chúng ta. Nhưng mà sự thật với các vị, để được nhất tâm là điều trăm nan vạn nan, có phải vậy không? Tôi nói thật sự, muốn nhất tâm được một phút thôi dễ hay là khó? Tôi hỏi thật với các vị, ở đây ai có khả năng giữ được chánh niệm hay là nhất tâm trong một phút? Các vị đưa tay thầy coi. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người, cho được 10 người. Cảm ơn các vị. Cho dù một phút vẫn là một thành quả mà chúng ta cố gắng không tưởng. Đó là một sự nỗ lực hành trì của chúng ta qua một bề dày. Và cái tu tập xả niệm của chúng ta rất là tốt, chúng ta mới có khả năng được nhất tâm cho dù một phút. Để sau này tôi phân tích với các vị thế nào là nhất tâm, và để cái cách thức để chúng ta dễ dàng đi vô trong nhất tâm. Và thế nào là nhất tâm tạm thời, và thế nào là nhất tâm vĩnh cửu. Người tu tập niệm Phật chúng ta phải nắm đi cái cốt lõi này. Cái này không thể cách khác hơn được. Và vì vậy trở lại vấn đề, bản chất của con người vốn là vọng tưởng. Tâm thức của chúng ta vốn tự sanh tự diệt, nó vốn lăng xăng đủ thứ ý niệm. Mà cái khả năng bám víu vào vọng tưởng là tùy mức độ của mọi người. Có người có vọng tưởng nhưng mà người ta không dính mắc với vọng tưởng đó, thì có nó cũng không có quan trọng gì. Nhưng mà có những con người á lại dính mắc với vọng tưởng. Rồi có những con người ít vọng tưởng mà hay khởi niệm. Vô tình ấy, nhiều khi nằm thảnh thơi vậy, không muốn cái bắt đầu nghĩ à. Đang thảnh thơi vậy cái đầu nghĩ à, 30 năm trước mình gì ta. Nằm rồi ngồi, ô mới ngày hôm qua ai nói gì tôi ta. Nằm thảnh thơi không chịu cái, ô hình như là hôm qua ai mới nói tôi câu gì đó. Ủa tuần trước ai mượn tiền tôi ta. Đang thảnh thơi cái bắt đầu khởi niệm, cho mình vọng tưởng lên. Chúng ta tự quấy đục tâm hồn của mình bằng những tư duy. Cho nên ở đây có những người bản chất vốn vọng tưởng thì cái chuyện này đương nhiên rồi, tâm thức chúng ta vốn là như vậy. Nhưng mà có những người không vọng tưởng nhiều lắm, nhưng mà do chúng ta đề khởi quá nhiều. Rồi do cái trạng thái con người chúng ta có dính mắc với ý tưởng không. Chứ còn vọng tưởng thì nó vốn trồi lên sụt xuống trong tâm thức, nó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng ta có để ý và dính mắc bị cột trói bởi vọng tưởng đó không mới là vấn đề quan trọng. Còn nhìn chung, vọng tưởng của chúng ta tràn như một cái nước tràn bờ, ai cũng thế mà thôi. Có điều quá chăng là trong cuộc sống này, các giác quan chúng ta hướng về bên ngoài quá nhiều, cho nên là chúng ta không nhận ra được chính mình đang vọng tưởng mà thôi, chứ không phải là ai không có. Con người chúng ta khi ngồi thiền, chúng ta hay nghĩ rằng thầy sao con bắt đầu niệm Phật con mới thấy mình vọng tưởng, hay là con niệm Phật cho vọng tưởng quá chừng, hay là con tụng kinh, hay là con ngồi thiền, hay con trì chú mà sao vọng tưởng. Vọng tưởng đến độ mà quên mình đang làm cái gì luôn á. Ở đây ai có bị đó chưa? Đang A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cái bắt đầu nhớ ngày mai làm ra tiền gì 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 đó. Làm hồi cái niệm Phật mà hồi đi bán đâu ngoài chợ Bình Tây á. Có phải vậy không? Tức là nó lạc luôn cái câu niệm Phật hồi nào mà mình không biết rằng mình đã bị lạc qua đó hồi nào luôn. Có bị này không? Tôi có bị tôi mới biết á. Tức là khi chúng ta hành trì, tự nhiên vọng tưởng nó dẫn chúng ta đi một cách rất vô tình, và nó làm chúng ta lạc lối luôn. Hồi nào giật mình vậy, ôi trời ơi, nửa tiếng đồng hồ trôi qua mình niệm Phật có mấy câu rồi mình lạc lối luôn. Cái này là nói vọng tưởng, chưa nói đến hôn trầm nữa nha. Hôn trầm là đi cái là đi luôn á, nghe gõ kẽn giật mình thức dậy á. Tức là đã ngủ một thời mà kiểu ngủ vậy. Xin thưa các vị, tôi muốn nói gì? Vọng tưởng là bản chất của con người. Bình thường chúng ta đang sống gì chúng ta, tại sao mình không biết mình có vọng tưởng? Bởi vì các giác quan chúng ta đang hướng vào các cách trần bên ngoài. Mắt hướng vào sắc, tai hướng âm thanh, mũi hướng về mùi, lưỡi hướng về vị, thân hướng về xúc chạm. Chúng ta đi ra ngoài không à. Rồi chúng ta mới để cái tâm hồn chúng ta nó tự sanh tự diệt một cách vô tình ở trong đầu vậy nè. Mình chúng ta đâu biết đâu. Tâm thức này có bao giờ dừng lại đâu. Cái ý thức chỉ tạm thời lắng dịu trong 5 trường hợp thôi. Duy thức học định nghĩa là sao?
ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tiệt. Tức là trong năm trường hợp mà không có ý thức, sanh trời vô tưởng nè, cập hai định ở vô tâm nè, rồi chập ngũ sai nè, muộn tiệt là chết giấc nè, trong năm trường hợp này ý thức không có mặt. Như vậy bình thường nếu chúng ta đang sống như thế này, đang cảm giác như thế này, đang tiếp nhận như thế này, thì ý thức vẫn hoạt động và các vọng tưởng nó trồi lên một cách nó ào ào trong tâm thức, mà là chúng ta không có nhìn lại mình, chúng ta không biết thôi. Các vị muốn biết tự các vị, tôi cho các vị trong 10 giây tự ngồi lại bắt đầu nhìn lại mình là biết mình đang như thế nào liền. Coi có phải mình đang biết rằng mình trong chánh niệm không? 10 giây bắt đầu. 1. Đang thấy ông thầy Phước Tiến đang chuẩn bị nói gì đúng không? Xin thưa các vị, trong 10 giây mà các vị nhìn lại các vị sẽ không bao giờ thấy chính mình, mà các vị thấy bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu tư duy và bao nhiêu ý niệm nó lồng vào trong đó liền, cho dù 10 giây. Có phải không? Như vậy thì ở đây các vị nên nhớ rằng khi chúng ta quay lại chúng ta mới xác định được rằng là mình có vọng tưởng hay không. Các vị về nghe lại thêm một bài giảng là nhìn lại chính mình. Những cái bài giảng nào tôi nói với các vị là đã nói rồi, tôi không có lặp lại. Như vậy thì bây giờ khi chúng ta xác định được vậy là chúng ta mới biết được rằng bản chất vọng tưởng là vốn của chúng sinh, vốn của con người. Vọng tưởng nó vốn tự thân của vọng tưởng, cho dù ý niệm thiện hay là ý niệm ác, nó vẫn không tốt và không xấu. Trên nguyên tắc tính chất của mỗi ý niệm đều giống nhau, khởi niệm thiện hay là khởi niệm ác, tính chất đều giống nhau. Nhưng nếu khởi một niệm ác mà đeo theo, hay là khởi một niệm thiện để đeo theo, thì cái đó nó mới có cách khác của nó. Còn tự thân khởi niệm, cho dù niệm ác niệm thiện vẫn là niệm, chuyện đó bình thường. Không, chúng ta không qua quan trọng về chuyện này. Nhưng quan trọng nhất là trong cái vấn đề người tu niệm Phật làm gì để chúng ta giúp cho tâm chúng ta ở mức độ khởi niệm là khởi niệm thiện. Đây là vấn đề quan trọng. Cho nên ở đây khi chúng ta niệm Phật, chúng ta lỡ niệm Phật trong vọng tưởng cũng không có gì là xấu, cũng không có gì là sai. Nhưng mà bằng vọng tưởng niệm Phật thì cái thành quả, cái hiệu quả, cái kết quả nó đem đến không cao sau thời phá hành trì. Có nhưng mà có ít. Thay vì chúng ta niệm Phật nhất tâm chúng ta được 10 trên 10, thì bây giờ chúng ta vọng tưởng quá thì nó có thể 1 trên 10, vọng tưởng ít hơn thì 2 trên 10, vọng tưởng ít hơn nữa thì 3 trên 10, ví dụ vậy. Còn cái tối ưu nhất là 10 trên 10. Cái này là thầy cho ví dụ. Và tùy cái mức độ vọng tưởng của con người về mặt tính chất nè, thì nó để xác định được rằng hạt giống trong con người đó là cái gì. Cho nên khi mình tự tu và tự nhìn lại chính mình ngồi mình tu tập, mình biết mình là ai rất là rõ các vị. Mà tôi nói thiệt với các vị tu hành nha, mình tu mà mình không biết mình là ai, ngàn đời các vị không bao giờ đạt được kết quả và không có lối vào. Giống như bác sĩ muốn cho thuốc một bệnh nhân mà không biết người đó bệnh gì thì ngàn đời không bao giờ chữa được hết bệnh nhân. Cứ cho thuốc uống mà đón mò như thế thì sao hết được. Cho nên bác sĩ muốn giúp cho bệnh nhân hết bệnh, điều quan trọng nhất là bác sĩ phải biết bệnh nhân đó bệnh gì. Như vậy thì các vị tu hành có muốn đạt được kết quả nhiều ít, các vị phải biết các vị là ai và hạt giống trong lòng các vị cái gì nhiều. Các vị xác định rất rõ thì các vị tu hành nó mới có sự tiến bộ. Cho nên sự ứng dụng tu hành để đạt được nhất tâm không phải là dành một giờ ngồi thiền, dành một giờ tụng kinh, dành một giờ niệm Phật mà có thể giúp chúng ta được nhất tâm đâu. Không đơn giản như thế đâu. Cái đó chỉ là quá trình chúng ta thực tập để gieo duyên về con đường tu hành mà thôi. Dành một giờ niệm Phật, dành một giờ tụng kinh, dành một giờ trì chú, tất cả những cái đó là chúng ta đang gieo duyên niệm Phật, gieo duyên chánh niệm trong cuộc đời tu hành. Nhưng cái gieo duyên đó là cái nền tảng để sau này chúng ta ứng dụng trọn vẹn. Còn để gọi là những thời khắc tu hành như vậy trong ngày để gọi là để đạt được nhất tâm, không bao giờ có chuyện này. Đừng mơ. Vì vậy cho nên những người ứng dụng muốn nhất tâm, người ta sẽ ứng dụng trong 24 giờ trong tất cả các quay nghi. Cả lúc đi, cả lúc đứng, cả lúc nằm, cả lúc ngồi,
tất cả các giờ đều ứng dụng niệm Phật như vậy thì quả mai chúng ta mới có cơ hội nhất tâm, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho dù tu gieo duyên cũng không là xấu, nhưng mà tôi muốn phân tích từ tính chất nó cho các vị thấy. Tu gieo duyên cũng không có sai. Tôi có thời gian nhiều tôi tu nhiều, tôi có thời gian ít tôi tu ít, chuyện đó không sai. Cái này là các vị tu cho các vị, cho nên không thuộc về sai hay là đúng. Nhưng mà hành trì tốt nhất đem lại hiệu quả tốt nhất, hành trì chơi chơi đem lại hiệu quả chơi chơi, vậy thôi. Hành trì bao nhiêu đem đến mức độ hiệu quả của nó tương đương như thế. Cái nguyên tắc của nó không có cách khác hơn được. Ví dụ bây giờ chúng ta ăn 3 chén cơm mới no cái bụng bao tử của chúng ta, nhưng mà chúng ta ăn 1 muỗng chúng ta no không? Không no theo 3 chén, nhưng mà no theo, no theo 1 muỗng chứ đâu có mất được, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta hành trì 1 phút thì vẫn có hiệu quả của 1 phút. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nhưng để gọi là đạt hiệu quả tốt nhất thì bao tử 3 chén thì phải ăn 3 chén mới no thẳng thét. Như vậy để đạt hiệu quả tốt nhất thì 24 giờ phải tu 24 giờ mới đạt hiệu quả tốt nhất. Còn bao nhiêu tu 1 phút 1 giây tốt theo 1 phút 1 giây. Các vị có hiểu tới đây không? Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta đọc trong cái quyển sách gọi là Hương Sen Vạn Đức. Ở đây tôi nghĩ chắc là đạo tràng niệm Phật chúng ta đọc ít nhiều, chúng ta mới nghe Hòa Thượng Trí Tịnh ngài kể ở trong đó. 24 giờ ngài niệm Phật không lơi, nhưng mà ngài chỉ nói rằng chỉ có giờ tiếp khách thì tôi không thể niệm Phật được. Ngài nói như vậy. Như vậy thì bây giờ ngài niệm Phật xuyên suốt mà chỉ trừ ra cái giờ ngài tiếp khách. Vì vậy khi tôi giảng pháp với các vị tôi niệm Phật được không? Tôi chưa đạt được trình độ đó đâu. Trình độ đó phải của các bậc tổ. Tức là tất cả các hành động làm là tùy duyên mà lòng không thay đổi, chánh niệm không đổi. Còn ở đây tôi không làm được chuyện đó. Hòa Thượng Trí Tịnh ngài đã tự khẳng định rằng nếu ngài tiếp khách thì ngài không thể niệm Phật tụng kinh. Vì vậy cho nên ngài rất ít tiếp khách để dành cho mình nhiều thời gian tụng kinh. Cho nên chính vì vậy trụ trì là một trong việc rất là thất bại trên đường hành trì là chỗ này. Giảng sư cũng là một trong những người bị hạn chế tối đa về chỗ hành trì này. Nhưng cái hiệu quả của giảng sư là một người niệm pháp chứ không có niệm Phật. Vì giảng sư tư duy nhiều, Phật pháp tư duy nhiều, chánh pháp tư duy nhiều, cái này cái kia, thành ra cái đó nó thuộc về niệm pháp. So với con đường hành trì tu tập nó cũng không phải là xa rời lắm, nhưng nó có tính cách là không được chuyên nhất. Trong lục niệm nó có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng mà, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, thì tư duy về chánh pháp nó thuộc về niệm pháp, và giảng sư thuộc về niệm pháp nhiều hơn. Và trụ trì thì do vấn đề là lãnh đạo tiếp khách, cho nên chính cái chỗ này trụ trì cũng là một cái sự giới hạn trong vấn đề ứng dụng tu hành. Vì vậy những người mà muốn đạt được hiệu quả cao nhất người ta không bao giờ trụ trì. Nhưng mà nếu mà tất cả chúng ta đều như thế hết thì ai hoằng pháp lợi sanh, ai làm Phật sự, ai độ chúng tiếp tăng à. Chúng ta nói là phải hiểu cả hai mặt của nó. Như vậy ai chuyên tu là chuyên tu, ai tiếp tăng độ chúng là tiếp tăng độ chúng, nó mới phổ quát được trong Phật giáo. Nhưng tự thân của người làm cái hành động đó phải biết. Tôi là làm cái việc giảng dạy, tôi phải biết. Nói chung là đầu tư hết trong cái việc tư duy về Phật pháp. Cho nên chuyển thay gì nó niệm Phật mà quay qua niệm pháp. Dĩ nhiên không xa rời chánh pháp, nhưng để gọi là chuyên nhất nó cũng vô cùng khó. Và thời gian hành trì chuyên môn nó đã bị khuôn khổ lại trong một mức độ nào đó, chứ không thể được xuyên suốt như các bậc thầy. Cho nên các vị tôn túc hòa thượng ít tiếp khách là chỗ này. Các ngài không muốn mình khởi niệm, không muốn phiền não. Bản thân tôi còn lại lao vào trong trần lao phiền não nữa. Có nghĩa là tôi ngồi để nghe các vị tâm sự. Biết bao nhiêu lời tâm sự của khách trần phiền não nó gieo vào lòng tôi. Cái điều này vô cùng nguy hiểm cho một cái người gọi là lao vào trong các cái việc thế sự. Vô tình hay cố ý đụng vào lửa đều phải nóng, đây là đương nhiên. Vô tình hay cố ý va chạm với quá nhiều phiền não của chúng sinh
chúng ta cũng bị phiền não lây, đây là chuyện không khác hơn được. Nhưng nếu chúng ta quyết lòng đưa Phật Pháp vào đời thì chấp nhận sự thiệt thòi đó chỉ vì lợi ích cho chúng sinh, vì lợi ích cho Phật Pháp, thì cái đó thuộc về hy sinh chứ không phải là việc làm mà gọi là tự hào gì cả. Các vị có hiểu ý này không? Cho nên ở trong cái câu mà câu kinh Các Tổ từng dạy đó, thực tế như lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp là chỗ này. Cái cốt lõi, cái duy nhất, cái cuối cùng, cái điểm yếu, cái căn bản nhất trong Phật Pháp, nó không có một mảy trần. Nhưng mà trong phương tiện, trong cái cửa phương tiện, trong cái cách thức hoằng hóa lợi sanh đưa đạo vào đời, thì cái này không bỏ một pháp nào. Vì vậy cho nên một thầy tu phải nói về chuyện tình yêu, về hôn nhân, về gia đình, về kinh tế, về con, về cái, về cha mẹ, các mối quan hệ. Đây là vấn đề đạo Phật nhập thế. Dĩ nhiên những người làm việc này phải hy sinh, phải chấp nhận cái sự tác động ngược lại của phiền não trần lao là chuyện không thể tránh khỏi. Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng quyết lòng để vì chúng sinh, vì Phật Pháp thì cố mà làm, chân mình mà làm, chứ không phải là dễ dàng để thanh thản mà làm. Cái điều là đương nhiên. Cho nên trong lòng tôi suy nghĩ rất là nhiều. Tôi nghĩ trong một thời nào đó tôi phải dừng lại tất cả những cái này để dành cho mình một chút thời gian tu tập cho riêng mình trong một vài năm, để có thể một chút nào đó mình sống cho mình một chút. Chứ thật ra lao vào bên ngoài là lao vào trong trần lao phiền não. Hàng Bồ Tát cao thủ mới có thể tự tại trong tất cả mọi tình huống này. Còn tất cả chúng ta là hàng phàm phu trên con đường tu tập, dầu ít dầu nhiều chúng ta vẫn có vấn đề sinh tâm động niệm, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Phật Pháp trong thời điểm cần thì chúng ta vì hy sinh cho Phật Pháp mà chúng ta làm. Nếu ai cũng nghĩ về bản thân mình hết thì ai là người đi làm Phật sự? Chắc là cũng hiếm lắm. Ai cũng nghĩ về cho mình hết thì ai là người gánh vác trụ trì? Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên riêng Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài nói một những câu mà răn dạy với đồ chúng, với tất cả những người tăng ni Phật tử trên con đường tu hành. Ngài đem bản thân mình như một cái lời minh chứng cho sự tu tập. Cho nên Ngài nói bản thân của Ngài là tu hành xuyên suốt như vậy. Chỉ trừ khi tiếp khách là Ngài mới khởi niệm thôi. Như vậy một vị trụ trì một ngày tiếp khách bao nhiêu? Vô phương kể. Cho nên tôi nói thật với các vị, có những người làm đồ chúng ham tiếp khách, đây là sai lầm. Một ngày nào đó chúng ta trở thành người tri khách hay là người lãnh đạo rồi đứng ra để tiếp khách, chúng ta mới cảm thấy rằng thời chúng ta là học chúng, học tăng ở trong chùa, được ai cũng lo lắng các việc, chỉ lo việc mình rồi là tu hành. Lúc đó mới thấy mình hạnh phúc vô biên, mà lại khát cầu những cái con đường khác là lệch đi với con đường tu tập. Cho nên có những người vô chùa ham tiếp khách, xin điện thoại để về để tiếp khách, thế này thế kia. Tôi nói thật, cái đó là cái cách mà đem phiền não trần cấu vào con người của mình, chứ không phải là chuyện bình thường. Gặp ai cũng xin điện thoại, tu hành mà gặp ai cũng điện thoại. Một người là muốn điên rồi, cái xin đủ thứ. Mà thậm chí không cần một người, với chính ta thôi là cũng điên với chính mình, chứ đừng nói là với người khác. Cho nên nói thật với các vị, khi thật sự cần thiết chúng ta mới xin điện thoại hay là cần để liên lạc, còn bằng không cần thiết mấy cái chuyện đó. Chúng ta tự làm khổ chúng ta bằng những cái mà chúng ta hiểu chưa có tới. Rồi khi chúng ta khổ đau, chúng ta bị đanh dây nhiều nghiệp chướng, lúc đó chúng ta mới nhận ra được rằng là biết phải dè như thế này thì ngày xưa đừng như thế. Chúng ta là như thế đấy các vị. Cho nên tôi nói thật, có những lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói ước gì mình còn trở lại thời học tăng, để tất cả các việc thầy tổ lo, huynh đệ lớn lo, các bậc trưởng thượng lo, mình ở yên nhàn, mình tu hành, mình rảnh rang biết là bao nhiêu, mình thảnh thơi biết là bao nhiêu mà không muốn. Để cuối cùng mình lao vào trong những cái con đường như thế này, tự mình làm khổ lấy chính mình. Rồi tự mình làm tầm, mình kéo kén, rồi mình tự than, bây giờ tôi khổ quá, tôi giờ mới thế này thế kia. Con người mình là như thế, cũng tự mình muốn và tự mình than. Đó là vậy. Con người chúng ta mâu thuẫn với chính chúng ta lắm. Chúng ta chưa hiểu hết được chúng ta, chứ đừng nói hiểu ai. Và vì vậy trong quá trình vận dụng phương thức tu hành phải nhớ rất rõ là những cái điều này. Cho nên tôi nói thật với các vị, có những giây phút nào được thảnh thơi, hoặc là không soạn bài, hoặc là hú hồn là không có khách, có những khi là hú hồn luôn á,
Được một lúc mà không có khách, tự nhiên mình nằm mình sống lại chính mình, hoặc là mình thảnh thơi mình niệm Phật, hay là mình thư giãn một chút, mình thấy hạnh phúc vô biên, mình mới tiếc rẻ những thời gian đó. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi mà chúng ta có nhiều điều kiện mà chúng ta không lo, để chúng ta tu tập, để chúng ta lo thanh nhàn, rồi mai này khi duyên nó hết rồi, hay là nhiệm vụ chúng ta phải đang là rồi, thì lúc đó chúng ta đừng có hối tiếc. Cho nên có những khi trong cuộc đời trải qua nó mới làm cho chúng ta có kinh nghiệm. Vì vậy cho nên đọc chỉ những lời di huấn, những lời dạy của các bậc thầy, các bậc tổ, có những lúc mình ngồi mình khóc với các vị. Cho nên tôi có đọc cái quyển Tư tưởng Phật giáo của Hòa Thượng Trí Quảng. Trong đó ngày xưa năm đó là tôi 25 tuổi. Trong đó có một mục mà lúc đó tôi đang trụ trì nha các vị. Tôi đang làm nhiệm vụ trụ trì tại Vĩnh Long. Tôi đọc tới mục đó rồi hai hàng nước mắt tôi rơi. Tôi khóc. Ở trong đó Hòa Thượng Trí Quảng có dạy một điều này. Chính cái chúng ta làm trụ trì quá sớm và tuổi đời còn quá trẻ, vì vậy cho nên bị những người lớn, họ đem tất cả những kinh nghiệm tập nhiễm của cuộc đời họ, họ đầu độc vào trong lòng của những vị tăng trẻ, những thầy trụ trì. Và chính vì chỗ đó làm cho những vị tăng trẻ khổ sai trong những vấn đề này. Cho nên chính những người lớn làm khổ những người bắt đầu tu hành trẻ như thế này. Cái phân tích dài lắm, nhiều yếu tố lắm, mà tôi muốn nói căn bản là như thế. Tôi nói thật sự các vị, tôi đọc tới đó hai hàng nước mắt tôi rơi. Tự nhiên tôi tội nghiệp tôi quá. Tôi nói thật sự á, tự nhiên thấy thương mình ghê gớm. Bởi vì thật ra mà nói chính xác y như vậy. Mình trụ trì quá trẻ nhưng mà ta cứ nghĩ mình trụ trì. Cho nên chuyện gì của gia đình người ta, chuyện của đồ chúng, chuyện của người lớn, chuyện của mối quan hệ này kia, người ta đều đem đến phân trần và người ta nhét vào trong đầu của mình từ thở mà mình không hình dung được gì cả. Mà vẫn phải nghe, vì không nghe là họ giận. Không nghe là họ không cúng, không nghe là họ không đi chùa, không nghe là họ phiền. Và nghe người này không nghe người kia là họ tự ái, họ đố kỵ, sao nghe bà này mà không nghe tôi. Cái này các vị biết, chính vì chỗ đó cho nên khi đọc được cái đó hai hàng nước mắt tôi rơi. Và cũng vì chỗ đó cho nên tôi dễ dàng rời bỏ một cái cương vị. Khi thời điểm đó tôi làm trụ trì rất là dễ. Nhận ra được tất cả mọi thứ như vậy thì tôi thấy rằng tôi cần thiết phải đi tu học thêm cho nhiều. Và chính điều đó mà tôi ra đi từ năm tôi 25 tuổi. Cho nên đọc sách, nghe lời giảng dạy của chư tôn hòa thượng, của mấy quý thầy, chúng ta nhận ra được chúng ta nhiều điều lắm. Mà cái này không phải tự nhiên mà có được. Cái này phải do quý hòa thượng cũng từng lâm dấp trong cuộc đời mới có được kinh nghiệm này. Nhưng mà cái chí lực tu học của quý ngài quá tốt. Và vì cái tu học quá tốt đó, cho nên quý ngài đã đem vượt qua được những thử thách đó để đem lại kinh nghiệm đó để dạy cho đồ chúng, cho học tăng sau này. Đó là cái chuyện mà tất cả chúng ta khi học và tu chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên sự thật với các vị, tu tập để đem lại cái hiệu quả tốt nhất về vấn đề nhất tâm là ai cũng muốn. Nhưng mà không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Bây giờ phần lớn chúng ta tu tập là gieo duyên là chính. Cho nên để mà đạt đến hiệu quả cao nhất trong việc tu, nó đòi hỏi cả một quá trình chứ không phải là chuyện bình thường. Và đồng thời nó còn đòi hỏi đến vấn đề là ngoại duyên của chúng ta đang là như thế nào nữa. Cho nên ngày xưa tôi có thưa với Hòa Thượng Thanh Từ, tôi nói là khi Hòa Thượng Thanh Từ dạy về vấn đề tu thiền, nó là phải xả hết tất cả mọi thứ như vậy. Cho nên tôi mới nói là những người tu là những người không có dính mắc với tất cả các công việc bên ngoài, mà đôi khi tu thiền cả đời còn chưa giác ngộ được. Vậy những người Phật tử muốn giác ngộ mà họ duyên trần quá nhiều, vậy làm sao mà họ giác ngộ? Hòa Thượng mới nói với tôi là để đạt được hiệu quả của tu tập á, là không phải do cư sĩ hay là tu sĩ, mà cái ứng dụng cái bản lĩnh của mọi người, cái nghị lực của mọi người là điều quan trọng. Hòa Thượng nói này hoàn toàn đúng. Nhưng mà sự thật ra các vị là cư sĩ Phật tử đang đanh dây trong trần thế, ai là người xác định mình có nghị lực hơn chư tôn hòa thượng, chư tôn đức đâu? Các vị đưa tay lên thầy coi. Chắc chắn rằng chúng ta không có khả năng đó đâu. Sự thật ra
Về mặt lý tính chất nó đúng là như vậy, nhưng mà thật sự bên cạnh đó, nhiệm vụ bổn phận trong cuộc đời chúng ta đang còn thì không dễ dàng gì buông xả và thanh thản đâu các vị. Tôi nói cái đó để chi? Để vận dụng 24/24 để giữ gìn niệm Phật chánh niệm là chuyện không dễ. Nhưng một người tu là người có nhiều cơ hội thực hiện điều đó hơn ta. Bởi vì người tu đã bỏ rất nhiều chướng duyên trong cuộc đời, đã bỏ rất nhiều gia duyên ràng buộc rồi. Nhưng mà người tu không tận dụng được cái thời gian và điều kiện cho phép của mình ở trong chùa để tu hành, cái đó lại dở. Nếu người tu mà không tận dụng được điều đó để mình tăng lên cái niệm lực, định lực gì của chính bản thân mình đó, thì nó dở quá đi. Cho nên á, có điều kiện là phải tích cực nắm bắt thời cơ, ứng dụng và làm ngay, không có hẹn. Cho nên những người nhiều Phật sự á, là người ta ứng dụng tu tập trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ đang ngồi trên xe, là một thời gian rảnh rang người ta phải làm gì? Hay là sau khi tiếp khách, sau khi giảng pháp, sau khi cái này kia, sau khi Phật sự của chùa, người ta tận dụng được từng giây phút nhỏ vậy, không lệ thuộc là sáng, trưa, chiều, tối gì cả. Bất cứ giờ nào phải ứng dụng được, linh động trong từng giây từng phút. Cho nên khi đi đứng nằm ngồi, tôi nói thật với các vị, khi ngồi tôi mới có thể trì chú hay là tụng kinh. Còn khi đi tôi chỉ sử dụng niệm Phật thôi, bởi vì niệm Phật là câu ngắn nhất. Bởi vì đi mà lo trì chú nó quên. Cho nên đi á, là mình chỉ niệm Phật là nhanh nhất, tại vì cái câu A-di-đà Phật nó ngắn gọn thôi. Cho nên chúng ta cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật nó dễ. Còn ví dụ như đọc một bài trì chú thì chúng ta ngồi phải có một thời gian tương đối để hành trì thì nó mới đem hiệu quả cho chúng ta. Cho nên ở đây là linh động để ứng dụng. Có những quyển sách nói là các vị ứng dụng thế này thế kia là tạp niệm hay là pha tạp. Cái này chưa hẳn. Cái này chưa hẳn. Đối với những bậc cao thủ thì được, nhưng mà đối với những người như chúng ta, chính cái tạp đó nó sẽ rút ngắn cái vấn đề tạp niệm của chúng ta vô cùng. Đó là cách thức ứng dụng linh động nhất. Đừng đem cái bậc cao mà ứng dụng cho bậc thấp là không đúng. Cái tuyệt đối đến nó không cần tất cả các niệm. Cho nên những cái phương pháp đưa vào nó trở thành cái tạp, đó là hàng cao thủ. Rồi chúng ta tu tập đến mức độ đó, chúng ta cũng sẽ tự làm như thế. Nhưng mà trên cái mức độ đang ứng dụng mà phương tiện thấp này, mà chúng ta không tụng kinh, không niệm Phật, không lễ sám, không trì chú, không hành trì, không bao giờ chúng ta có kết quả đâu. Đừng có hòng mà tưởng tượng cái này tạp, cái kia tạp. Đó là lý thuyết suông. Lý thuyết suông. Cái đó sẽ đạt được mục đích với những người đã vượt qua tất cả những giai đoạn của những cái tạp niệm hay là những cái ứng dụng thông thường, thì bắt đầu mới đi đến con đường chuyên nhất đó. Cho nên Phật Pháp phải biết đối tượng của chúng sinh đang là gì, chứ không phải là cứ nói có mực mà không có mẹo. Cứ 2 cộng 2 bằng 4, cứ 2 cộng 2 bằng 4 hoài. Vậy tôi đưa 2 củ khoai lang cộng 2 gà cộng với tôi, gà gì? Hả? Cũng 2 cộng 2 đó, gà gì? Gà 4 được không? Phật Pháp phải là như vậy. Đừng có lúc nào 2 với 2 là 4. Đạo Phật không phải là một công thức toán học máy móc như vậy. Cho nên nói mà phải tư duy cái lời nói đó là do cái gì, ai nói và trong trường hợp nào. Chứ không phải là cái đó nó trở thành tất cả mọi chúng sinh phải là như vậy. Ai ứng dụng Phật Pháp như vậy là chủ quan. Ứng dụng như vậy làm cho một số người chới giới trên con đường tu hành, phân tích đạo Phật mà không phân tích cái này cái kia, phân tích có trước có sau, phân tích cái ẩn cái hiện, phân tích mà chỉ một bề như một công thức, không ai tu tập được cả. Cho nên ở đây các vị phải để ý rất rõ và phải tự xét và tự hành trì như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất một cách linh động tùy duyên trong cuộc đời tu tập của chúng ta. Cho nên đây là các vị thấy những phương pháp mà để hướng dẫn cho chúng ta cái cách thức để niệm Phật được nhất tâm. Như vậy thì bây giờ để có chánh niệm trong cái hành động này, chánh niệm đi đi đến nhất tâm, mà chánh niệm của người tu tịnh độ thì nó là do cái gì? Do chuyên nhất trong câu niệm Phật mà được chánh niệm. Nhưng mà tôi hỏi với tất cả các vị, chánh niệm với nhất tâm giống hay là khác? Hả? Chánh niệm nhất tâm giống hay khác? Thầy mời chú. Nhất tâm, nhất tâm còn lại mà. Lúc nào cái tâm mình nó đã nhất rồi
Rồi thầy cảm ơn chú. Chú có thể hiểu đó mà chú diễn tả chưa có hết được cái ý mình muốn nói. Dĩ nhiên nhất tâm và chánh niệm nó không phải giống mà nó cũng không khác lắm. Trên nguyên tắc chánh niệm là gì? Nếu chúng ta dịch theo cái dạng mà để gọi là nghĩa đen á, chánh niệm là gì? Hả? Chánh niệm là niệm chân chánh, là niệm chuyên nhất, là ý niệm chúng ta cột vào một cái gì đó mà gọi là thiện. Chánh niệm nó còn có mang cái nghĩa là niệm thiện, hay là chánh niệm nó mang cái nghĩa là niệm một cách chuyên nhất trong một cái đối tượng đang là, ví dụ mình là mười tu pháp môn niệm Phật, thì cái chánh niệm của mình là gì? Là chuyên tâm trong trong câu niệm Phật, giữ câu niệm Phật hằng có trong tâm, cái đó gọi là chánh niệm. Nhưng mà nhất tâm thì là cái gì? Nhất tâm chúng ta được hiểu là tâm gom về một khối, tức là nó đã thuần quá, nó đã được chuyên nhất, thậm chí lúc đó không niệm nó vẫn là nhất tâm. Cho nên nhất tâm là cái kết quả qua quá trình chánh niệm của chúng ta, cho nên nó cũng không khác mà nó cũng không hẳn là một. Tổ Huệ Năng có dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh, ngài nói có nói là vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Cái câu này dễ làm cho những người tu tịnh độ hoang mang. Vô niệm niệm tức chánh là gì? Là cái niệm mà không có niệm nào, cái đó mới gọi là chánh niệm. Còn cái mà có ý niệm, cho dù niệm thiện hay là niệm Phật, mà niệm cái đó là tà, làm cho Phật tử hoang mang. Có nghĩa là mình niệm Phật thuộc về tà niệm, có phải không? Cái này làm cho các vị bên đường tu tịnh độ hoang mang cái câu này. Nhưng mà bây giờ Tổ Huệ Năng nói vậy, ngài có sai không? Và ta niệm Phật như vậy, ta có sai không? Hả? Tổ Huệ Năng ngài nói vậy có trật không? Hả? Không. Như vậy thì bây giờ Tổ Huệ Năng ngài là người tu thiền, ngài là đạt được cái chân tâm, ngài hằng sống với Phật tánh, cho nên ngài nói cái chánh niệm là niệm vô niệm niệm tức chánh, có nghĩa là ngài dựa vào chân tâm Phật tánh, không tánh mà ngài nói. Còn cái tà niệm ở đây không phải tà là bậy, là sai, tà là cái này nó chưa đạt được chân tâm. Các vị hiểu chỗ này không? Cái tà có nghĩa là nó chưa đạt được với mục đích tối hậu cái niệm chân như này, cái đó gọi là tà, chứ không phải là tà là bậy là sai. À, phải hiểu cái câu chánh và tà của ngài như vậy. Nếu niệm như vậy nè, nó sẽ đi thẳng đến con đường chân tâm Phật tánh. Còn niệm như vậy nó là con đường qua phương tiện. Cho nên cái sai là sai với con đường trực chỉ chân tâm, với cái chân như đang hằng sống với cái nó, chứ không phải là sai có nghĩa là tà ở đây là có kẻ tạo nghiệp đọa địa ngục, hay là ngạ quỷ súc sanh, hay là tà là niệm bất thiện. Nó không mang cái nghĩa đó. Các vị hiểu ý này không? Còn ở đây chúng ta niệm Phật, niệm Phật là chúng ta đi bằng con đường phương tiện, chứ không phải đi bằng cái con đường trực chỉ, hiểu không? Như vậy nhờ niệm Phật này nó đã đưa đến sự nhất tâm. Tức là bây giờ đây là cái đỉnh đi, hay là đây là cái điểm chùa Phước Thiện đi, chúng ta có thể đi từ đường này vào, mà chúng ta có thể đi từ đường này vào, ai có khả năng hơn chúng ta có thể đi bằng trực thăng đáp xuống ngay cái sân Phước Thiện này luôn. Nhưng mà cái mục đích chính là chúng ta tới chùa Phước Thiện, hiểu không? Còn đi bằng cái gì là tùy mỗi người. Như vậy thì đi bằng con đường trực chỉ là chúng ta đi bằng đường chim bay, khỏi cần đi vòng. Còn đi tất cả phương tiện khác, có thể đi xe đạp, xe Honda, xe 4 chỗ, xe khách, xe đò gì đó, tất cả cái này tùy cái hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng mà mục đích của chúng ta cũng phải đến chùa Phước Thiện. Như vậy đi bằng con đường trực chỉ là cái cách tuyệt vời nhất, nhưng mà khả năng chúng ta không đạt được. Ví dụ đi bằng trực thăng là chúng ta biết tuyệt vời nhất, nhưng mà không có tiền, phải đi xe đò thôi chứ sao. Hoặc không có tiền nữa đi bộ, được không? Được, có thể lâu hơn một chút. Nhưng mà làm sao chúng ta có cách gì đó để đi đến được chùa Phước Thiện thì thôi. Như vậy ở đây cái người mà đi được trực thăng, người ta nói ôi đi bộ lâu lắm,
đi xe đò rồi mệt mỏi, tôi trực thăng tôi bay vèo tới liền. Cái người người ta có tiền người ta nói vậy chảnh không? Chảnh nhưng mà giỏi. Giỏi đúng là ông có tiền ông nói vậy đúng á. Tôi có tiền tôi cũng đi với ông, nếu mà tôi không có tiền tôi có đủ 10.000 đi xe đò thôi tôi đi xe đò. Bây giờ không có ngàn nào tôi đi bộ. Thì dĩ nhiên tôi không đúng là với ông nói, nhưng mà nó đúng với, đúng với tôi. Tức là khả năng tôi có tới đó mà. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái chữ tà hay là chữ chánh nằm trong cái pháp bảo đàn nó là như vậy. Chứ không phải tà là bậy bạ, tà là sai lạc, tà là nghiệp chướng trần lao, tà là đọa địa ngục ngã quỷ súc sinh. Nó không mang cái nghĩa chữ tà như vậy. Các vị phải hiểu rất rõ như vậy. Vì vậy cái chánh niệm của một người tu tịnh độ là một cái chuyên nhất trong câu niệm Phật. Cho dù chúng ta đạt được cái tối hậu là cái nhất tâm, nhưng mà trên quá trình hành trì chúng ta phải đi bằng con đường có chánh niệm, tức là chuyên tâm trong câu niệm Phật. Con đường bát chánh đạo cũng dẫn tới như thế thôi. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cái nhất tâm nó tương đương với chánh định. Và chánh niệm là con đường để đi đến định, cách thức để đi vào định. Như vậy thì ở đây con người niệm Phật là chánh niệm trong câu niệm Phật là để đi đạt đến đến sự nhất tâm. Mà nhất tâm là cái chuyên nhất, là cái mà gọi là cái mà tâm không còn phân biệt, cái mà tĩnh lặng, cái mà mục đích cuối cùng, cái đó là tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Cái điểm đó là giữa tu tịnh độ và tu thiền, không có khác hơn được. Nhưng mà người có chánh niệm sẽ đi đến đó thôi, bằng con đường phương tiện, bằng con đường niệm Phật, để đạt được nhất tâm là cái hiệu quả tốt nhất. Khải móng tay là giảng sanh Tây Phương rồi. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương là chỗ này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong quá trình ứng dụng, cho dù là một con đường phương tiện để ôm cái phước đó để mà tái sanh vào đất Phật là con đường phương tiện, hay là chúng ta có thể đạt thẳng luôn tịnh độ là cùng khắp tịnh độ, thì ở đây đều tùy vào mức độ khả năng của chúng ta. Nếu chưa đủ mức độ cuối cùng, chúng ta đi bằng con đường phương tiện, đó là đi con đường vòng, nhưng chúng ta dẫn tới. Nhưng mà để gọi là đi thẳng ai cũng biết, nhưng mà để làm là không phải đơn giản đâu. Trăm nan vạn nan, đừng có buộc tất cả chúng ta đều giống nhau là điều không đúng. Cho nên để cho gọi là tiến trình tu tập, trong kinh Tạng Nguyên Thủy nêu ra rất rõ. Ví dụ tu tập trải qua vấn đề tứ thiền đó, là tầm tứ hỷ lạc, và cuối cùng là nhất tâm. Cái này vẫn đạt được cái mục đích cuối cùng là vẫn là nhất tâm, là chánh định đó, là trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn đó, cái đó gọi là nhất tâm. Hay là trong ngũ căn ngũ lực, trong 37 phẩm trợ đạo, chúng ta vẫn thấy tinh tấn niệm định tuệ. Cái niệm nó đi với cái định, cho nên cái niệm và nhất tâm nó tương đồng chỗ này. Nó là cái thềm thang để đi đến cái nhất tâm của chúng ta. Cho nên cái trạng thái nhất tâm là cái trạng thái niệm Phật có khả năng đạt được, nhưng mà chả dễ tí nào. Bởi vì bản chất con người chúng ta còn quá nhiều trần lao phiền não. Cái đầu chúng ta như một cái kho chứa quá nhiều ý niệm. Và tuổi đời càng cao ý niệm càng nhiều. Và chính vì cái tuổi đời càng cao cái ý niệm càng nhiều, cho nên nó làm cho con người vọng tưởng càng lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Xin thưa với các vị, như vậy thì trong quá trình tu hành để đạt được chánh niệm hay là để đạt được nhất tâm là mục đích, là hoài bão của chúng ta. Nhưng mà các vị đừng lo, rồi tất cả chúng ta đều phải đến đó, nếu chúng ta bằng lòng tin, bằng sự kiên định, bằng nỗ lực và hành trì. Xin thưa thật với các vị, để đi được trạng thái này, điều quan trọng nhất là con người phải thực tập xả. Cho nên trong tứ thiền nó gọi là ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa. Và cái tứ tư tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Để đạt được nhất tâm là phải xả niệm. Cái này các vị ứng dụng trong Phật giáo tu tịnh độ cũng phải để ý cái này. Bài này tôi giảng hơi cao một chút xíu. Như vậy thì bây giờ cái xả niệm là ở chỗ là tất cả các ý niệm của chúng ta nó tự sanh thì nó vốn tự diệt, mắc gì chúng ta phải diệt, mắc gì phải đè nén vọng tưởng.
Cho nên Vĩnh Gia Quyền Giác Ngài có nói trong chứng đạo ca là bất cầu vọng tưởng, bất cầu chơn là chỗ này. Quan trọng lắm à. Để gọi là ứng dụng hành trì là như thế. Bất cầu vọng tưởng, bất cầu chơn là không để tâm đến vọng tưởng, mà cũng không hướng đến con đường giác ngộ gì cả. Để trạng thái tâm buông xả hoàn toàn. Cho nên các vị mới sợ niệm này, mới sợ niệm kia, mới sợ phiền não. Cái niệm không có sợ, các vị không có sợ niệm. Cho nên có những người ngồi tu tập á, khi không tu tập thôi, ngồi niệm Phật hay là ngồi tụng kinh, tự nhiên cái ý niệm thoá mạ Đức Phật, hay là có những cái ý niệm dơ xấu về Đức Phật, rồi các người ta sợ tội. Thì tôi nói rằng các pháp hãy để nó tự sanh tự diệt đi, mắc gì dính vào đó mà sợ tội. Chừng nào ta khởi niệm thoá Đức Phật nó mới có tội hay không. Còn ý niệm tự sinh thì nó để tự diệt, chúng ta cứ để cho nó tự nhiên, không có gì là tội lỗi trong việc này. Cho nên vọng tưởng nó là vốn vô tình mà, kệ nó. Vì vậy cho nên ý niệm xả là mày niệm cái gì đó là việc của mày, ý niệm sanh việc đó của mày. Mình chỉ chuyên nhất vào cái gì mình đang cần niệm. Tức là mình đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ví dụ vậy. Mà nó khởi lên, à cái mùi gì bốc lên thơm quá, hồi ăn gì đây, chắc ăn mắm bù hốc quá à, ví dụ vậy. Khỏi cần suy nghĩ đến cái đó. A Di Đà Phật mà trong đầu nó có nói là một hồi ăn cái gì đây, kệ mặc kệ nó, vẫn là A Di Đà Phật, vẫn biết mình đang niệm. Cái biết này để giữ câu niệm Phật chuyên nhất một thời gian, các vị có cái chánh niệm rất là cao. Và nếu các vị ứng dụng được từng ngày như vậy, trong một ngày gần các vị sẽ có một cái nội lực về chánh niệm rất là lớn. Và lúc đó các vị vượt qua vọng tưởng rất dễ dàng. Ban đầu thì thấy dường như khó, nhưng mà khó hay không tùy cái khả năng xả của chúng ta. Các vị nên nhớ vậy đó. Cái xả niệm nó vô cùng quan trọng. Ngồi thiền mà ức, hồi sáng dầu nối tường cầu như thế, ức như thế làm sao mà chuyên niệm được. Cho nên lúc đó phải xả. Nó nói, nó chửi cha tao cũng thế thôi, chả sao cả, các pháp vô thường, mắc kệ gì. Nó chửi, nó tội, nó chịu. Mình mà có ý niệm như thế, tự nhiên mình A Di Đà Phật thanh nhàn. Thậm chí mình còn thấy nó là Bồ Tát nghịch hạnh của mình nữa. Có phải không? Chứ ngồi ở đó mà nhớ hả? Nhớ mà nuốt ực 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 ực, nó tức là nhớ nuốt uống uống nuốt. Có phải không? Sao phải tức? Giờ đó là nó không có chửi mình nữa. Không lẽ mình đang ngồi niệm Phật mà nó ngồi trước mặt nó chửi mình. Lúc đó mình có thể mình xử sự với nó. Nhưng mà cái này là mình đang nhớ lại hồi sáng này. Mà hồi sáng này nó đã đi qua mất tiêu rồi, thậm chí bản thân nó cũng không nhớ nữa. Trái lại giờ đây ngồi gợi lên, nuốt nuốt vô nhân A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à. Có phải vậy không? Làm chi khổ vậy? Nó có cần thiết phải là như vậy không? Ngay ý niệm đó không cần bận lòng, chỉ biết mình A Di Đà Phật thôi, thì tự tâm hồn bình an phẳng lặng. Có gì đâu mà đi gợi lên, mà gợi nhớ, gợi thương, gợi hờn, gợi buồn, gợi thế này cái kia, tại tự mình. Cho nên nếu các vị tập xả từ từ, các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng là làm bạn với ma. Các vị nghe bài giảng này, các vị sẽ thấm thía ngay cái chỗ này thầy nói. Vì vậy cho nên là khi ứng dụng một ý niệm xả, nó phải có sẵn sàng. Trước khi ngồi hành trì, các vị phải xả trước. Hôm nay con ngồi trước Phật hay là ngồi trong phòng, tôi chuẩn bị ngồi thiền, mà một ý niệm khởi lên, dầu thương, dầu giận, dầu ghét, dầu tốt, dầu xấu, tất cả chỉ là ý niệm, hoàn toàn tôi dứt khoát là không đeo níu đó. Chúng ta tự nguyện trước. Sau 30 phút hay là 1 giờ ngồi thiền niệm Phật thì muốn nghĩ gì nghĩ, đó là tùy mày. Chúng ta tự mặc định với chúng ta như vậy. Khi chúng ta mặc định như vậy thì chúng ta vô ngồi, chúng ta đã biết trước rằng tất cả ý niệm này, cho dù có tốt, có xấu, có thương, có buồn, có giận, có ghét, có hay, có dở cách mấy, chúng ta không để tâm, tự mặc định với mình như vậy, thì trong quá trình thực hiện chúng ta thực hiện cái xả tốt hơn. Và thực hiện cái xả nó sẽ đem đến cho chúng ta cái sự chánh niệm rất là tốt. Cái này là cái những người mà ứng dụng, nhất là những vị có tuổi tác cần phải nhớ. Các vị ở đây mà những người đầu bạc thì cần phải nhớ hơn nữa. Tại sao tôi nói điều này? Các vị có tuổi tác, ký ức các vị rất là nhiều.
các vị sống trong chuỗi đời càng nhiều, cho nên là ký ức và mọi thứ trong cuộc đời các vị nhiều lắm. Cho nên cái ý niệm của những người lớn là vô cùng phức tạp, chứ không phải là chuyện bình thường. Mặc dầu người lớn cái tham gia dòng trong các việc nó không nhiều, nhưng mà ký ức nó chứa đó là nhiều vô số kể. Cho nên phải ý, cho nên người già dễ sanh phiền não là chỗ này. Không khéo tu là người già đổi tánh, người già phiền não, thậm chí người già bị lẫn bởi những cái ý tưởng quá nhiều, cho nên kiểm soát không được, nó lẫn chứ không có gì cả. Chắc vậy phải biết rất là rõ như vậy. Cho nên khi có tu tập là tập xả từ bây giờ, không đợi già mới xả nữa, mà hãy xả từ cái gì không cần thiết, cái gì không bận lòng bỏ đi. Vào chùa mà tối ngày linh tinh ba cái chuyện thị phi tào lao đó, dẹp đi. Cái đó không đáng, cái đó nó không dính dáng gì trên con đường giải thoát tử sanh của chúng ta đó. Chết sống đến nơi mà không lo, mà lo cãi lộn, nơi biện hộ, nơi chỉ trích người này tốt người kia xấu, tốt xấu người ta có dính dáng gì đến con đường tử sanh của mình đâu. Mà tự nhiên cái chuyện đâu đâu đem vô để mà ảnh hưởng đến con đường sanh tử của mình là cái gì? Khôn hay là dại? Thị phi nhiều là dại nhiều, trong cái gì cả. Nhiều chuyện là cái ngu nhất trong cuộc đời á. Cho nên khi chúng ta bỏ được cái nghiệp đó, chúng ta dễ thanh nhàn hơn. Dính mắc với ba cái đó để làm gì? Để khổ đau. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng tất cả các quá trình tu tập nó là một phương pháp rất là khoa học trong con đường mà các vị tu tập để đạt nhất tâm. Và nhất tâm niệm Phật và niệm Phật nhất tâm, cái này giống hay là khác? Hả? Chú, giống hay khác? Chú phân tích cái giống cho thầy nghe coi. Không, niệm Phật nhất tâm và nhất tâm niệm Phật giống hay khác? À, giống. Thầy cảm ơn chú. Nghe thì dường như giống, nhưng mà nó, thầy phân tích ra các vị sẽ thấy cái khác. Niệm Phật nhất tâm là gì? Con người đã đạt được cái kết quả của niệm Phật nhất tâm. Còn người nhất tâm niệm Phật là con quyết lòng để niệm Phật để được nhất tâm. Các vị thấy cái giống mà khác? Nghe là như là hình như giống như nhau, nhưng mà nó khác cái đó. Nó khác giữa cái mục đích và cái kết quả. Cái con người nhất tâm niệm Phật có nghĩa là quyết lòng để niệm Phật để đạt được nhất tâm. Còn người mà niệm Phật nhất tâm thì có nghĩa là người này đã đạt cái kết quả của niệm Phật. Nhưng mà trên cái tính chất dù như thế nào, cái này nó cũng vẫn là đi đến cái mục đích như thầy như vậy đó. Nhưng mà chúng ta phân tích cái nghĩa lý ở trong cái cách chúng ta dùng từ trong cái từ niệm Phật nhất tâm, mà là nhất tâm niệm Phật, để chúng ta thấy như vậy. Nhưng hồi nãy tôi có nêu ra các vị, có những cái nhất tâm tạm thời và có những cái nhất tâm vĩnh cửu. Các vị có nghe cái chỗ nãy tôi có dẫn nhập không? Có những người nhất tâm tạm thời có nghĩa là mình vận dụng tu tập, mình có được chánh niệm đó, nhưng mà cái này nó không lâu, nó không bền. Cái đó gọi là nhất tâm tạm thời. Và phần lớn tôi thấy rằng nếu các vị đã từng ứng dụng, các vị có cái nhất tâm tạm thời này. Đó là mức độ là nhất tâm tạm thời là có đó, nhưng mà không bền. Có thể sau khi xả thiền, chúng ta giữ được trạng thái này, chúng ta xả một thời kinh, một thời niệm Phật, chúng ta giữ được trạng thái này cái thời gian bao lâu? Đó là tùy cái mức độ mà giữ chánh niệm của chúng ta, tùy cái năng lượng mà quân tập của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta để đạt được nhất tâm mà gọi là vĩnh cửu là cái này tuyệt vời. Nhất tâm vĩnh cửu là như Ngài Thiền Tâm vậy đó. Hòa Thượng Thiền Tâm ngày 17 năm nhập thất các vị. Mà Ngài nói rằng là khi mà Ngài niệm Phật tới chuyên nhất rồi đó, những năm sau này Ngài đâu có bao giờ niệm Phật đâu. Mà cái tiếng niệm Phật trong đầu của Ngài cứ vang mãi, A-di-đà Phật vang mãi, không bao giờ ngừng. Mà Ngài không bao giờ khởi niệm, không niệm gì nữa cả. Cái đó gọi là chuyên nhất thuần thục rồi. Cái đó thuộc về thuần thục luôn rồi. Còn chúng ta nhất tâm tạm thời là còn cột vô câu niệm Phật, chúng ta còn được chánh niệm, mà buông câu niệm Phật ra chúng ta bị vọng tưởng, chúng ta bị phiền não, chúng ta bị vui buồn, bị sân si giận ghét chi phối. Cái đó gọi là nhất tâm tạm thời. Thì cái nhất tâm tạm thời này tôi có nhớ giai tội của Tô Đông Pha
cũng Tô Đông Pha nữa. Tô Đông Pha ngài có ngộ một cái điều gì đó, cho nên ngài mới viết một cái bài thơ ngài gửi cho ngài Phật Ấn. Ngài Tô Đông Pha là bên kia sông, còn chùa của ngài Phật Ấn là bên nay sông. Cho nên là ngài Tô Đông Pha viết cái bài thơ gửi qua, được dịch như thế này: cúi đầu niệm Phật nhất tâm, hào quang chiếu sáng khắp gầm trời cao, sen vàng thiền tọa thanh tao, tám cơn gió thổi ta nào chuyển lai. Bài thơ hay không? Rất là hay. Nếu đối với chúng ta bài thơ quá tuyệt vời. Ngài mới trịnh trọng, ngài đắc ý cái bài thơ này dữ lắm, cho nên ngài Tô Đông Pha mới gửi qua cho ngài Phật Ấn. Thì ngài Phật Ấn vừa coi cái bài thơ xong, ngài mới phê vô cái chữ là đánh rắm, là hạ phong. Hạ phong là gì? Là cái bài thơ này á, mắc địch quá đi á. Cái nghĩa nó là như vậy. Tức là ngài phê thẳng vô trong bài thơ như vậy đó, đầu gửi về cho ngài Tô Đông Pha. Ngài Tô Đông Pha cứ đinh ninh rằng khi ngài đưa cái bài thơ này là thế nào ngài cũng được cái lời bình là hay quá, ông giỏi quá, ông đạt được cái thế này, một bài thơ tuyệt vời, một bài thơ người giác ngộ. Tô Đông Pha đang đợi chờ cái câu phê bình đó mà. Ai ngờ khi mà đem ra mở ra bài phê bình, để chữ hạ phong. Tức cái bằng cái lòng tức sân nổi lên, chịu đời không nổi, gom lại bước xuống xuồng, bơi qua sông liền để gặp ăn thua chung đủ với ngài Phật Ấn. Nhưng mà ngài Phật Ấn biết chắc chắn rằng Tô Đông Pha phải qua, cho nên ngài Phật Ấn đi xuống dưới cổng chùa, dưới bờ sông á, đứng đó ngài. Tô Đông Pha đang mặt hầm hầm bơi qua sông, ăn thua chung đủ với Phật Ấn, cho nên là bơi qua gặp ngài Phật Ấn. Phân bua liền: tại sao ngài như thế, con người ngài vậy vậy, ngài ăn nói vậy vậy, tư cách ngài vậy. Vừa nói xong ngài Phật Ấn cười khà 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 khà: ông viết bài thơ hay quá, tám cơn gió thổi ta nào chuyển lai, tám gió không lai mà tôi mới gió một, ông đã bay từ bển qua tới đây rồi. Các vị thấy thiền sư chưa? Nói tám gió không lai mà mới có gió một lai. Cho nên cái này các vị thấy, ngài viết được một bài thơ cúi đầu niệm Phật nhất tâm là biết rằng chắc chắn rằng ngài có dụng công, có sự dụng công, có đạt được cái hiệu quả của sự nhất tâm. Nhưng đó chỉ là gì? Nhất tâm tạm thời. Cái nhất tâm tạm thời này nó giống như vậy nè. Đây là một ly nước. Trong ly nước này nó có bùn. Khi mà quậy lên nó thì bùn nó đầy ở trong ly nước này, cho nên mình thấy là giống như ly nước cặn, ly nước có bùn, ly nước không, không trong. Bây giờ chúng ta để yên như thế này, một tiếng đồng hồ trong không? Nếu chưa trong thì thêm tiếng nữa nè. Thậm chí tiếng nữa chưa trong, có ta để một ngày trong không? Dầu thế nào đi chăng nữa là vẫn là trong. Nhưng mà để yên mới trong mà. Hiểu không? Nhưng mà bất cứ di dời cái giờ lên cặn nổi cáo liền, quậy vô thì khỏi nói rồi, đúng không? Đây là cái gọi là nhất tâm tạm thời. Còn bây giờ nhất tâm vĩnh cửu là gì? Cái ly nước này hoàn toàn không có cặn, thì chúng ta có lấy cái đũa bếp chúng ta thọt vô đây, chúng ta quậy 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 gì, nó lên gì? Có lên cặn không? Chỗ này hiểu không? Cái này một cái mà gọi là để đũa bếp mà vô quậy mà nó không có lên cặn á, cái đó gọi là gì? Nhất tâm vĩnh cửu. Còn phần lớn chúng ta là tạm thời. Trong một môi trường, trong một điều kiện đang tu tập tốt, lòng chúng ta không có khởi sân, không có khởi si, không có khởi ái, không có khởi ngã mạn, không có khởi chấp thủ, không có móng niệm gì cả. Chúng ta cứ tưởng rằng mình đạt đạo à. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng đó là ly nước tạm thời lắng, lắng cặn mà thôi. Muốn trở thành thứ dữ là phải để đũa bếp vô quậy mà cũng không lên cặn, đó mới là thứ dữ. Cho nên ở đây trong quá trình tu hành phải giác ngộ ra điều này.
dù chưa được vĩnh cửu thì ít nhất cũng cố mà bảo vệ cho mình được, được tạm thời. Và như vậy, khi nào được vĩnh cửu, khi nào đã đạt được cái nhất tâm, mà theo Kinh Di Đà là nhất tâm bất loạn, là để giữ vững được luôn, là cái đạt được cái hiệu quả cuối cùng của con đường tu tập. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi ứng dụng hành trì trong lời Phật dạy, nó có tùy cấp độ. Không có trách mình cái gì cả, mình là vốn phàm phu tu tập mà, được bao nhiêu là quý bấy nhiêu. Nhưng quan trọng nhất, hãy giữ bồ đề tâm, hãy giữ cái tinh thần tu tập, hãy giữ cái lý tưởng giác ngộ mà tu. Đời này không đạt, đời sau. Nhưng mà người tu Tây Phương tịnh độ thì họ có nguyện đời sau, tức là nguyện một đời, cho dù cuối cùng là rơi vào đới nghiệp giáng sinh để vào trong biên địa hạ tiện, cũng phải quyết bước chân về đến Tây Phương cái đã. Cái người tu tịnh độ là như vậy, phải quyết lòng là như vậy, không có tái sanh đời sau nữa. Một đời là muốn chết rồi, đời này làm thân phận gì cũng muốn chết hết trơn á, làm thân phận thầy tu cũng muốn chết nữa, chứ đừng nói là người đời. Ở đây ai cũng chán ghét phiền não hết á, nhưng mà thật sự nó là những cái lãng vãng, nó như bóng theo hình, nó không bao giờ dứt điểm với chúng ta. Cho nên nhiều khi mình nghĩ mình về đất Phật, thử coi mày làm gì tao vậy đó. Chứ thật ra nhiều khi tại sao lại là như thế. Cho nên ở đây khi tu tập để gọi là đạt được niệm Phật mà nhất tâm vĩnh cửu thì phải giác ngộ, phải giác ngộ. Còn con đường tu hành của chúng ta phần lớn là chúng ta gieo trồng hạt giống, tức là gieo trồng căn lành. Phần lớn chúng ta gieo trồng căn lành để tạo cái phước duyên, để đem cái công đức này, cái phước báo này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ. Thì cái này nó cũng hợp với con đường tu tịnh độ, là bất khả dĩ thiệu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc, là nó như vậy. Ăn chay niệm Phật, trì chú, làm phước, làm lành, tất cả tụng kinh bái sám, tất cả mọi thứ này là căn lành. Và đem căn lành này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, đem từ thiện, đem này đem kia, bố thí gì đó, giúp đỡ người nghèo, tất cả mọi thứ là căn lành. Đem căn lành này để nguyện Tây Phương tịnh độ. Các vị coi lại cái bài giảng tịnh độ con đường tu tắc mà thầy đã giảng cho các vị, các vị hiểu cái này. Còn trên cái này là cao hơn một bước nữa, là nâng cái cấp từ một cái cấp độ gọi là tu hành ấy, như thế, và đi vào cái con đường chuyên sâu vào nội tâm. Đây là cái bài này, là nâng được một cấp nữa cho chúng ta về con đường nhận thức và tu tập. Cho nên ở đây cái con đường tu hành này, cái ý niệm xả để giúp chúng ta đạt được nhất tâm là cái này vô cùng quan trọng. Mà khi có được nhất tâm rồi thì cái xả khỏi cần, nhưng mà trên con đường để nhất tâm phải cần xả. Mà đã nhất tâm rồi thì tự thân nó là như vậy. Tôi mới nhớ một câu chuyện, cái ông già niệm Phật mướn. Đây là câu chuyện để tôi giúp cho các vị thấy rằng, để khi nào đạt được gọi là nhất tâm vĩnh cửu. Và cái câu chuyện này xem như để kết thúc với buổi nói chuyện cho chúng ta hôm nay. Đó là câu chuyện về thiền, nhưng mà chúng ta thấy rằng rất là thâm thúy, và người tu niệm Phật cần phải để ý chỗ này. Đó là cái chuyện của thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc. Bạch Ẩn Huệ Hạc thiền sư, ngài có một đệ tử rất là thuần tính. Đệ tử này có một người cha già rồi mà không có lo tu, ham tiền trong ham tu. Người con hiểu rằng cha mình cái bờ mé sanh tử đến nơi rồi, cho nên muốn cha mình tu hành để mà giác ngộ, hoặc là bớt đi nghiệp chướng trần lao. Cho nên mới khuyên cha tu. Ông mới nói rằng tu có té tiền té bạc thì tao tu, còn không té tiền té bạc tao không tu. Cho nên cuối cùng trong cuộc đời của ông, từng tới tuổi này mà ông đi kiếm bạc cắt bằng cách bán buôn ba cái đồ lặt vặt mọi thứ đó, bánh kẹo rồi đó, bán cho người lớn đứa nhỏ vậy đó, để kiếm tiền bạc cắt. Cái gì có tiền là ông làm. Thì bây giờ á, người con mới đem cái câu chuyện này đến thưa với thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc. Nghe nói là cha con là muốn tu như vậy á, tu có té tiền té bạc rồi ông tu, không té tiền té bạc ông không tu, vậy thì làm sao mà độ được cha con đây. Các vị biết đi vô tu có thêm tiền không? Đi vô chùa Phước Thiện tu có thêm tiền không? Tốn thôi chứ đâu có thêm đâu, ít nhất cũng tốn tiền xe chứ, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây các vị thấy cái điều gì? Có nghĩa là ông muốn tu mà phải có lợi nhuận ông mới tu.
Nhưng mà cái lòng từ bi của thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt vô cùng rộng lớn. Phật pháp tùy duyên, ông muốn tiền tu thì tôi sẽ độ ông tu bằng con đường này. Cho nên mới kêu đệ tử về nói với cha mình rằng là ông thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt ông rất giàu có. Ông giàu có cho nên tín đồ đông, cho nên công việc Phật sự ông nhiều, cho nên ông có thời gian tu. Bây giờ ông cần mướn một người tu, mà một người tu đó phải già mới chắc ăn, cho nên ông phải cần mướn một người với tuổi đó vậy đó. À, nếu mà cần thì hợp đồng với ổng. Ổng mướn như thế này, tức là miệng cứ 10 sâu là một quan tiền, và mỗi ngày cứ đem kết quả đó đem đến tính tiền với ổng, hoặc tính trong ngày, hoặc tính một tuần, sau một tuần rồi đem tính, cái nào cũng được. Thì thằng con trai nó mới vừa nói ra thôi, cái ông đây nói nhỏ nhỏ lại con, ba lãnh chuyện này cho. Thì sau khi ông nói về ba lãnh chuyện này cho, thì ổng mới nói rằng sòng phẳng ăn cho buông so. Vì ổng là thầy của con, cho nên là ba niệm Phật là 10 chuỗi như vậy, ba tính một quan tiền, nhưng mà ba khuyến mãi thêm 2 chuỗi nữa, tức là 12 chuỗi mới lấy một quan tiền thôi. Đó là tặng cho thầy con 2 chuỗi đó. Và cái cuộc hợp đồng này làm ăn y chang như thế, ngày nào ổng cũng đến lãnh tiền, tức là 10 chuỗi là một quan tiền, 10 chuỗi quan tiền. Thì ông lãnh về, các vị biết ông xỏ thành sâu, ông treo đầy trong nhà hết. Mà ông cũng chưa thấy thỏa mãn, vừa buông vừa bán, vừa lên vừa xuống, vừa đi đứng mà để niệm Phật. Kết thúc lại một buổi cũng không có nhiêu tiền, cho nghĩ ông dẹp hết bả này, bán buôn này một ngày cũng chả có bao nhiêu tiền. Nếu tính ra niệm Phật nhiều tiền hơn, cho nên bây giờ ông không buôn bán nữa. Ông mới lên ở trên lầu á, ông nói cấm tụi mày lên đây, tụi mày chỉ lên đây là khi nào mà cơm nước xách cho ba thôi, còn giờ còn lại để cho ba niệm Phật. À, cho nên cuối cùng rồi các vị biết, mới đầu thì á, mỗi ngày 10 quan, sau này ngày lên 20 quan, ông niệm quá ngày lên 30 quan, thậm chí có ngày lên 5-6-70 quan. À, các vị biết ông niệm càng hăng, ông niệm càng hăng, lòng ông không có cầu giải thoát, cũng không có cầu cái gì hết trơn trọi á, mà ông chỉ có một bề là chuyên lòng là niệm Phật để có tiền thôi. Các vị biết rằng thật sự thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt ông cũng có đâu phải giàu, ông lập phương tiện để ông độ thôi chứ, mà cuối cùng ông phải cầm đất cầm ruộng chưng đèn lư hương gì ông cầm hết trơn để ông trả tiền cho ông này. Tín đồ á, Phật tử mới lợi mới khuyên thiền sư Huệ Hạt, mới nói rằng hòa thượng ơi, hòa thượng không để độ được cái ông già tham lam này đâu. Ông càng niệm ông càng hăng, mới mốt cầm luôn cái chùa này cũng chưa trả tiền ông cho nổi nữa. À, thì lúc đó thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt ngài mới nói, ta đã quyết lòng độ sanh thì phải độ cho tới cùng. Cho nên các vị biết rằng ông niệm riết có tiền chất cũng đầy phòng ông luôn. À, như vậy. Nhưng rồi một ngày đầu đó, từ một tiếng niệm Phật còn đứt quãng, tới tiếng niệm Phật liên tục, và đến một ngày nào đó không còn một tiếng niệm Phật nào trên phòng. Thì đứa con nó thấy chuyện lạ, nó mới chạy lên nó coi ba nó làm sao. Ủa bộ niệm Phật mê tiền quá, ông chết là gì mà. Nhưng mà khi lên trên phòng bắt đầu thấy tự nhiên, thấy cha mình hôm nay một cái cảnh tượng lạ là thảnh thơi, tươi nhuận và thư nhàn vô cùng. Ông không còn niệm Phật mà ông lại trong một cái trạng thái rất là thảnh thơi và thanh nhàn tự tại. Thì lúc đó đó ông già mới kêu đứa con vô, này con hãy gọi thầy con đến đây cha gặp. Thì thằng này nó suy nghĩ, nó nói bộ hổm gài thầy mình không có trả tiền ổng hay gì mà, tức là hổm gài không thấy ông đi lấy tiền, vậy là bây giờ thầy mình hết tiền, thiếu tiền ổng không niệm nữa là sao á. Nhưng mà thấy ổng cũng thanh nhàn tự tại mà, thì đến nói là thưa với thầy là cha con muốn gặp thầy. Thì lúc đó thiền sư mới hỏi là cha con muốn gặp thầy mà trong trạng thái như thế nào, ông giận tức, ông sân hay là ông thế này thế kia. Nó không có, cha con tự nhiên tươi tắn và tự nhiên thảnh thơi lắm. Mà thầy con hỏi thật thầy có thiếu nợ không? Thiền sư nói ta trả đủ mà, tại chưa tới cuối tuần chưa lấy thôi. Thì cuối cùng hai thầy trò mới đến đây. Thì khi mà thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt mới vừa mở cửa bước vào, thì ông cha ông quỳ xuống lại Bạch Ẩn thiền sư, ông nói con lại tạ ơn thầy.
Cả đời con đanh dây với bao nhiêu nghiệp chướng tiền tài, sắc dục danh vọng như thế này. Cuối cùng con, nếu thật sự mà con như vậy đến suốt đời, con không biết con về đâu. Nhờ thầy từ bi ra tay tế độ, thầy tạo phương tiện cho con. Cho nên á, trong cả một quá trình niệm Phật, con nghĩ rằng là con niệm Phật là mướn, thầy mướn thôi. Thầy lấy công đức, con lấy tiền. Cho nên là ngày hôm nay khi mà con niệm Phật đến một giai đoạn là con đạt được một cái sự nhất tâm và trạng thái yên lành tuyệt đối, và tất cả trần lao phiền não tự rũ hết trong lòng. Con mới giác ngộ ra, con mới thấy được rằng là đây là cái gia tài pháp bảo mà thầy cần muốn trao cho con. Cho nên con lại tạ ơn thầy, và tất cả những tiền bạc mà thầy gửi con á, con xin gửi lại cho thầy, công đức thầy trả lại con. Và lúc đó thiền sư Bạch Ẩn Quỳ Hạc mới nhìn đệ tử, mới nói rằng ổng tu mướn mà ổng giác ngộ trước thầy trò mình rồi. Như vậy thì các vị thấy cái điều gì? Để đạt được sự nhất tâm á, nó đi bằng con đường xả. Cho nên bất cầu vọng tưởng, bất cầu chơn trong cái gọi là chứng đạo ca đó hay vô cùng. Chính cái các vị buông xả tất cả ý niệm, buông xả vọng cầu, các vị thành tâm niệm Phật mà công đức nó lại trưởng dưỡng, nó lại thành tựu như thế, nó được nhất tâm một cách tuyệt vời như vậy. Và cái điều này Đức Phật dạy trong các kinh, chúng ta có thể hành trì trong 7 ngày. Các vị nhớ cái bài kinh Trung Bộ tôi dạy ở đây không? Có thể hành trì trong 7 năm, có thể hành trì trong 7 tháng, có thể hành trì trong 7 ngày. Và chính cái chỗ đó, nếu kinh Di Đà nêu ra: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn kỳ nhân, lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền. Từ 1 đến 7 ngày mà niệm Phật nhất tâm thì Đức Phật, Di Đà và thánh chúng hiện ra trước mắt. Và như vậy trong một bài giảng tôi giảng tại Mỹ, tôi có trả lời trong một bài giảng Tình Người Tâm Phật, có một người hỏi tôi về điều đó. Tôi có nói rằng Đức Phật Di Đà lúc đó có mặt hay không không phải là quan trọng. Đức Phật Di Đà là biến tướng của công đức niệm Phật. Nhưng mà chúng ta niệm Phật tròn đủ rồi, Đức Phật Di Đà không hiện thì chúng ta vẫn tái sanh về thế giới của Ngài. Đây là chuyện đương nhiên, chúng ta đừng quá quan trọng về điều đó. Cho nên gửi gọi là hành trì tu tập, đừng có mong đạt được cái gì nhiều, mà chúng ta cứ kệ, buông xả tất cả ý niệm và thành tâm trong việc hành trì. Cứ gieo câu niệm Phật càng nhiều càng tốt. Giống như là phèn mà gieo vào nước đục, tức khắc nước đục phải trong. Tùy cái lượng phèn mà nước nó trong. Chúng ta đương nhiên coi lại cái bài giảng Vượt Qua Phương Tiện mà tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp, coi để hiểu chỗ này, để đừng dính mắc trong những quá trình chúng ta tu tập, để giúp cho chúng ta có thể đạt được nhất tâm. Và các vị là những người tu trong pháp môn niệm Phật này, tôi tin rằng các vị có khả năng cái điều này trong một thời gian ứng dụng của chúng ta. Bất cứ một ai, chẳng phải riêng ai cả, người cư sĩ, người tu sĩ, người hành trì đều đi đến mục đích này nếu chúng ta hành trì cho đúng. Và vì vậy cái vấn đề A Di Đà Phật một câu, hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tùy cái cách nào để cho chúng ta được chuyên nhất trong cái đó, để có chánh niệm, để đi được nhất tâm thì chúng ta cần làm. Con đường này tu tập cao hơn con đường của tu tập bằng phương tiện trước một chút. Có nghĩa là để chúng ta giúp trạng thái của chúng ta tu tập an lạc thanh nhàn trong lúc hành trì luôn, và có thể đạt đến giải thoát trong lúc hành trì luôn. Cho nên đôi khi chúng ta không cần tái sanh vào đất Phật hay là nguyện giảng sanh nữa. Nhưng cái này hơi cao một chút, nhưng các vị ứng dụng chắc chắn sẽ đem lại lợi ích, dù không nhiều thì cũng ít. Và chúng ta đem cái tâm mà gọi là cái tâm nhất tâm đó đó, mà chúng ta hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ á, thì công đức nó lớn hơn nhiều so với những cái mà tư duy tu tập. Còn cái vấn đề gọi niệm phàm phu, hay là trong cái ý niệm gọi là chúng ta gieo duyên căn lành phước báo, cái này là chúng ta nên quan trọng như vậy. Chúc tất cả các vị tu hành để đạt được đến cái nhất tâm bất loạn, là cái mục đích cuối cùng của người tu tịnh độ. Chúc các vị thành công. A Di Đà Phật. Thầy xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi giảng này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây chính pháp là con vì thế độ, giữa biển trời nam hậu thân sinh ngay.
Thầy về đây mang ánh sáng như lai, các lúc trời bừng lên nhiều giải thoát. Được thấy bậc đại đức giả sư, đồng thời khi nói rằng có 84.000 pháp môn, nhưng mục đích thì hoàn toàn lẫn nhau, đó là tâm thức tiềm năng sẵn có của con người trở về với Phật tánh. Trong ý nghĩa, căn cứ đó, sự hiện diện của thầy Phong Quen là hình ảnh của người lãi đò trong sắc áo màu giải thoát, luôn được tay chèo lên từng đò lượn rất xa xôi về đây tăng cho chúng con một sở pháp để khai mở tâm trí với chủ đề niệm Phật nhất tâm. Thì giờ có câu niệm Phật là một lòng nghĩ nhớ đến nhân niệm Phật và ơn đức của Đức Phật. Do bản chất trong cuộc sống này là vô thường khổ đau, nên chúng con chọn pháp môn niệm Phật với tâm nguyện là được phước báo, tiêu trừ nghiệp chướng và được vãng sanh cực lạc. Nhưng do con người thường hay vọng tưởng phân biệt, tiền não trần lao, nên niệm Phật chúng con chưa được nhất tâm. Từ đó thầy chỉ dạy phương pháp niệm Phật có được nhất tâm tạm thời hay là vĩnh viễn. Đòi hỏi mọi hành giả niệm Phật chúng ta phải có lòng tin kiên cố với pháp môn mình tu tập, tinh tấn niệm Phật trong tứ quan nghi khi đứng nằm ngồi, hiểu được một tưởng là do nhân sinh. Chúng ta khởi niệm, khởi tu niệm điều thiện và nhìn lại chính mình, nỗ lực niệm Phật chuyên tâm để tâm trí ta sẽ được chánh niệm, trí tuệ phát sanh, đem lại kết quả nhất định và dẫn đến giác ngộ giải thoát. Qua lời thầy dạy đã phân tích và chia sẻ bằng những ví dụ thiết thực giúp chúng con hiểu rõ hơn và tin cậy phương pháp xả ý niệm để được an nhàn và thanh thản. Giờ đây trước đạo tràng trang nghiêm, chúng con không biết lấy gì để báo đáp thân âm tâm ân của chị dạy của thầy. Chúng con nguyện tinh vi thực tập những lời dạy để ứng dụng trong cuộc sống tu tập hàng ngày. Lần này chúng con nguyện xin từ phương chư Phật chuyên gia hội thầy Pháp Thể Thiên Nam để thân tự chiếu Phật hạnh nguyên thành. Thầy mãi mãi là suối nguồn trong mát dưới khắp tâm hồn đầy áp dẫn của chúng con, để chúng con tỉnh thức an trú niệm Phật để được thanh tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát Thầy đã viên mãn, chúng con xin cung kính chân thầy cùng chư hữu hàng ngồi xuống. Nguyện đem công hóa sanh liên đài, một đời sẽ được hóa sanh liên đài, một đời sẽ được hóa sanh liên đài.